Hôm nay chúng tôi thật ân phước định trình chiếu một trong những bài thuyết giảng sâu sắc với tựa đề Tạo phép màu bằng tinh thần khẳng định, phần 1 của 6 phần trong tiết mục giữa Thầy và Trò được giảng bằng tiếng Anh vào ngày 2 tháng Giêng năm 2006 tại Vương quốc Anh. Ha ha ha, ngạc nhiên ha. Chúc ngài vui vẻ. Ngạc nhiên ha. Đồ giả thôi nhé. Thiết kế mới của tôi. Chỉ để cho ấm và trông sang trọng chút. Khi tôi đi khắp nơi, người ta nghĩ, ồ, bà ấy là phụ nữ bình thường, chỉ là người giàu bình thường, như hóa trang vậy. Tất cả những thứ này cũng thế. Những thứ khác cũng vậy. Những thứ khác cũng vậy. Nếu tôi trở về hang động, thì không cần mấy thứ này. Nhưng giờ quý vị muốn tôi ở đây, cho nên như vậy đó. Tất cả những dụng cụ tâm linh này phải ở bên tôi, như James Bond biết không? Anh ta đeo đồng hồ, nhưng không phải đồng hồ. Rồi, ồ, sao cũng được. Trên thế giới này, người ta nhìn bề ngoài rất nhiều, vậy cũng được. Và vẫn còn chỗ cho thêm người vô đây nữa, phải không? Dạ, quý vị muốn không? Không hả? Như vậy thoải mái hơn hả? Vậy thôi, được rồi, được rồi. Mọi chuyện thế nào? Dạ tốt. Dạ tốt. Tốt. Nói vậy nghe rất tốt. Khi quý vị có vấn đề gì, giải pháp duy nhất là thiền. Tôi không biết nói gì khác hơn. Rồi, câu trả lời có thể không đến liền, nhưng nó sẽ đến. Khi quý vị tập trung tốt, rồi ý tưởng tự nhiên sẽ đến. Nếu vẫn chưa chắc chắn, thì lấy kẹo thuần chai, một viên đỏ, một viên xanh, thảy lên như vậy. Rồi cầu sư phụ ơi, xanh là được, đỏ là không. À, không được. Vậy nhé, được rồi. Nhưng không phải lúc nào cũng chính xác, biết sao không? Quý vị biết tại sao không? Có ai biết tại sao không? Giơ tay lên. Có biết tại sao không luôn luôn chính xác? Dạ, chỉ có 50% là đúng. Nhưng tại sao? Giống như cờ bạc, mình không thể thay đổi số phận, có lẽ là định mệnh. Ý là không thể thay đổi số phận vì định mệnh. Dạ, có thể thay đổi. Nếu mình bắt trúng viên xanh, thì có thể thay đổi được qua việc thiền định. Không, ta hỏi anh là, tại sao không phải lúc nào cũng chính xác? Vì vậy, tại sao? Đàn ông mấy anh không nghe rõ. Ờ, nói nghe coi. Dạ, nghiệp chướng luôn thay đổi. À, có thể vậy, nói đi. Dạ, thiền không đủ chuyên tâm. Cũng đúng. Do đầu óc. Cưng nói sao? Dạ, do đầu óc, phải đầu óc, thiền định, nghiệp chướng, sao nữa? Có thể có vài giải pháp cho một hoàn cảnh. À ha, cũng đúng. Giỏi, quý vị khá lắm. Cũng giỏi. Giỏi hiểu lầm. À, thôi được. Không luôn luôn có giải đáp chắc chắn là đúng hay sai, phải không? Luôn luôn kèm theo điều kiện gì đó. Mình chọn cách nào mà mình nghĩ là tốt nhất. Và giống vậy, mỗi khi chúng ta chọn cái gì, luôn luôn có cái khác đi kèm, như là quà tặng thêm. Trừ phi quý vị lên thật cao, thì mới thấy rõ ràng. Còn không thì hầu như chỉ dựa vào trực giác cũng như định nghiệp. Rồi, mặc dù vậy, nếu quý vị lên thật cao, quý vị hiểu sự việc rõ hơn, nhưng nhiều khi cũng không thể làm theo ý mình muốn vì nghiệp chướng từ phía sau. Từ những kiếp trước, từ tiền kiếp và trong kiếp này,
và những người khác liên hệ, như bạn bè, kẻ thù, thân nhân từ tiền kiếp, chồng vợ từ tiền kiếp, đủ thứ chuyện. Nhiều khi làm cho cuộc sống mình khó khăn, đủ sắc thái và thử thách. Chúng ta gọi đó là cuộc đời. Đời là thế, không phải sao? Quý vị cười gì vậy? Cái gì? Nói nghe coi. Nói nghe coi. Cô ấy biết rõ. Cô ấy biết rõ. Về chuyện gì? Nói nghe. Sao cô biết? Thưa sư phụ, chỉ là hoàn cảnh gia đình con có rất nhiều cơ hội để học hỏi những điều đó, phải? Đúng vậy. Kiếp này, ngay cả tôi cũng gặp nhiều người yêu tiền kiếp, kẻ thù tiền kiếp, rắc rối do nghiệp chướng, từ tiền kiếp gặp hoài. Đi đâu cũng gặp, khắp mọi nơi. Vì họ cũng biết đây là kiếp cuối cùng của tôi ở đây. Nên họ đều xuống, chạy xuống. Bay qua biên giới nhập cảnh, len lỏi qua lỗ hổng hoặc đào lối xuống, ai cũng xuống đây. Nhiều, nhiều, nhiều lắm. Họ rất nhiều. Không phải tất cả đều ở trong đoàn thể, quý vị. Ý nói không phải tất cả đều là đồng tu hoặc người thân cận. Một số họ như là những nhà lãnh đạo trong chính quyền hoặc ở nhiều nơi, thậm chí không có liên hệ gì tới chúng ta. Đúng vậy. Tôi thậm chí có vài ba thân thể khác mà cũng không ở bên tôi, như đang ở những nước khác nhau để làm những việc khác cho tôi. Bởi vì một thân thể nhiều khi không đủ, ý nói phàm thân, không phải hóa thân. Nhưng tôi không cho quý vị biết. Nếu không, quý vị sẽ đến xin chữ ký và họ sẽ chẳng hiểu quý vị nói gì. Họ không biết đâu. Họ chỉ làm công việc của tôi, nhưng họ không biết rằng họ là một phần trong kế hoạch của tôi, hoặc thậm chí phàm thân hóa hiện của tôi. Thú vị ha. Dạ. Bề ngoài họ cũng không giống tôi, nên đừng mơ tưởng. Họ là phái nam nữa kìa. Phái nam, hiểu không? Trong chính phủ này nọ, thương nghiệp, doanh nhân, hoặc chính quyền, tỷ phú, đủ thành phần ở các châu lục khác nhau. Quý vị không có cơ hội gặp họ đâu, đừng mong. Tôi biết quý vị đang nghĩ gì. Tôi không thể tiết lộ. Họ phải âm thầm làm việc. Họ cũng không biết về tôi. Có thể họ biết, nhưng chỉ nghe qua thôi. Họ không thuộc vào công việc của tôi. Họ làm việc khác. Họ làm việc của tôi, nhưng không phải trực tiếp quảng bá tâm linh. Hiểu không? Dạ hiểu. Chuyện đó thú vị ha. Họ rất tốt. Đó là điểm mấu chốt, những người rất rất tốt, cho nên nếu thấy nhà lãnh đạo nào không tốt thì không phải là họ nhé. Doanh nhân tỷ phú nào không tốt thì không phải là họ. Đừng có nhìn tỷ phú như ông Forbes rồi nói, ồ chắc là người này có lẽ. Ông này đẹp trai, nhất định là phàm thân khác của sư phụ, hoặc người này là nữ có thể lắm. Không phải vậy đâu, không phải như quý vị nghĩ đâu, không như quý vị nghĩ. Dù sao, thiên đàng cũng không bao giờ làm theo cách mình nghĩ. Nếu không, mọi người đã theo Chúa Giêsu rồi và đã xuất gia theo Phật rồi, thì bây giờ đâu còn gì cho tôi làm nữa. Trò chơi là như vậy. Trò chơi của vũ trụ thương lượng với lực lượng phủ định. Cho nên, vị thần giáng trần trông không giống như vị thần. Tôi nói với quý vị nhiều lần rồi, ngay cả vị thần nào đó ở cảnh giới thứ tư hay thứ ba xuống đây, tôi có nói lúc nào đó phải không? Có lẽ ở Hungary, có một người trông như vô gia cư không có răng, quần áo dơ bẩn này nọ, xin tôi một xu để gọi điện thoại. Một xu, đâu gọi điện thoại được. Ông ta còn gạt tôi được một chút, vì tôi không kiểm tra liền. Nhưng rồi tôi nhìn thấu ngay. À, gạt ta ha. Nhiều khi vì họ muốn gặp tôi, nên họ làm như vậy.
Quý vị cũng biết rồi, đôi khi các vị thần ở cảnh giới cao có thể hóa thành phàm thân được một thời gian, thân thể vật chất thật sự. Nếu quý vị nhéo họ, họ sẽ kêu ôi da. À, thật đó. Nếu quý vị muốn thử đi xuyên qua họ cũng không được. Đó không phải là phim ảnh. Họ là người thật, hiểu không? Một phàm thân thật cũng như có khi một vị minh sư hoặc vị thầy ở cảnh giới Atula hóa ra một tòa lâu đài thật cho quý vị xem. Một cái gì thật, một cái gì đó thật, nhưng nó không tồn tại được lâu. Cái này khác với ma thuật, hiểu không? Một số người có thể dùng thực thể Atula để lấy cắp gì đó cho họ, và món đồ đó là thật. Nhưng vật đó phải bị mất từ tay chủ nhân thật sự vì bị thực thể Atula đánh cắp. Khác nhau ở chỗ đó. Đó là lòng tham, khắc thần thông. Và nó không được phép dùng trong đoàn thể chúng ta, hoặc trong đoàn thể hay các chúng sinh tu hành cao đẳng, hiểu không? Không được phép làm vậy. Dù sao mình không làm trò đó, nhưng có người làm được. Họ dùng thực thể Atula đi lấy cắp cho họ, hoặc làm những việc khác cho họ. Chính quý vị cũng không biết được. Họ không bao giờ bị bắt, vì không phải do họ làm. Thực thể Atula dùng thần thông, lẻn xuyên qua tường, đi xuyên qua ổ khóa, làm được đủ thứ chuyện. Vì vậy, tôi không cho phép dùng thần thông, hiểu không? Dạ hiểu. Nếu có, mình cũng không dùng. Quý vị không ai có, cảm ơn trời Phật. Được rồi, hầu hết thực thể Atula không đến gần mình, bởi vì nếu lực lượng của quý vị rất mạnh, hào quang của quý vị quá sáng, thì họ không thể đến gần. Quý vị không thấy được bằng mắt, nhưng họ thấy vì không có nhục thân. Họ thấy được mọi thứ mà quý vị không thấy. Họ có thể đi xuyên qua mọi thứ mà quý vị không xuyên qua được. Đó cũng là lợi thế của cảnh giới Atula. Ở cảnh giới Atula, mình có thể hóa thành bất cứ gì mình muốn. Ngay cả một con cá nhỏ cũng có thể biến thành người được một lúc. Chó biến thành người, thậm chí là người đẹp. Họ có thể tự làm cho họ đẹp đến cỡ nào cũng được về thể xác ở cảnh giới vật chất Atula, nhưng đa số vẫn giữ hình dạng nguyên thủy của họ. Nhưng ở cảnh giới Atula, quý vị đẹp, tùy theo mức độ đạo đức bên trong, nó sẽ tỏa ra và mọi người sẽ biết, không giống như ở thế giới vật chất này, quý vị có thể che đậy lỗi lầm và ý nghĩ trong đầu mình, trong thân thể này, hoặc trong góc tối của căn nhà mình mà không ai biết. Nhưng ở cảnh giới Atula, quý vị cao, thấp, tốt, xấu, mọi người đều thấy. Cho dù quý vị có thể hóa thành nhiều hình dáng, vẻ đẹp khác nhau, nhưng không bảo đảm là quý vị có thể che đậy được phẩm chất bên trong. Dù sao chúng ta nói tới đâu rồi? Chúng ta đang nói gì? Trước đó mình nói gì? Cảnh giới Atula. Cảnh giới Atula tôi biết, nhưng trước đó là gì? Thần thông. À, thần thông. À, đúng rồi. Cho nên thần thông của cảnh giới Atula là khác. Khác với những vị thần ở cảnh giới cao hơn. Như là từ cảnh giới thứ ba trở lên, họ không dùng thần thông. Họ có lực lượng riêng để làm những gì họ muốn, nhưng họ không dùng để hại ai hoặc làm điều gì với động cơ xấu. Họ dùng vào những điều tốt lành chẳng hạn. Cho nên quý vị cũng có nghe qua, đôi khi chuyện thần tiên có xảy ra. Có người cầu nguyện gì đó rồi Phật hay thiên thần hiện ra. Điều đó có, thiên thần có thể hiện ra và những vị thần ở cảnh giới thứ ba trở lên có thể hiện ra, hoặc có thể ở cảnh giới thứ hai, có thể ở cảnh giới Atula. Một số chúng sinh Atula hay khi họ tốt, họ cũng có thể giúp đỡ quý vị, và khi họ xấu thì phải tránh xa ra. Chúng sinh Atula có thể rất tệ hại, và bởi vì họ cũng có thần thông, cho nên họ có thể lạm dụng. Dĩ nhiên, cuối cùng, họ cũng bị cảnh sát thiên đàng bắt, cũng bị bỏ tù hoặc bị đài xuống địa ngục tùy theo trường hợp. Và họ không sao thoát được. Nhưng lực lượng của các vị thần, nhiều khi họ xuống và biến hóa này kia cho quý vị, chỉ để giúp quý vị lúc đó thôi. Đa số những cái đó
không tồn tại được lâu. Thí dụ như một vị thần, ngay cả chúng sinh Atula, từ cảnh giới Atula hoặc cao hơn, nếu họ muốn cho quý vị cái gì, nó sẽ không tồn tại được lâu, vì trong thế giới vật chất này, cái gì mà không tự mình kiếm được thì nó sẽ không tồn tại lâu được. Nó phải được củng cố bằng công đức của quý vị. Thành ra ngay cả Thánh Kinh, phải tự kiếm mới được, cho nên nếu mình ngồi ở đây và cứ ước ao được chiếc nhẫn kim cương thì nó không hiện ra đâu nhé. Dù có hiện ra, nó cũng không ở lại lâu. Cho nên cứ đi mua một cái giả, như một sư huynh nói hôm trước, nhìn như thật. Thời nay nhiều thứ không, tôi có nhiều đồ giả và đồ thật, tất cả đều giống nhau đối với tôi. Tôi chẳng cần biết, cứ thảy hết vào túi. Khi nào cần đi ra ngoài thì tôi chọn cái nào đó, tôi thích hôm đó, phù hợp với sự kiện tâm linh. Mấy thứ đó đối với tôi cũng như vũ khí. Trong truyền thống Ai Cập cổ xưa hoặc truyền thống Hy Lạp, họ đeo nữ trang này nọ chỉ là để họ gọi đó là sự bảo hộ, như bùa hộ mệnh, bảo vệ cho họ chống lại ánh mắt tà ác, họ gọi như vậy. Không biết nó có hiệu nghiệm ra sao? Quý vị giải thích được không? Quý vị người Hy Lạp không biết mà cũng gật đầu. Có người nào biết không? Dạ, thật ra ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng có mắt xanh, à, được cho là để bảo vệ người ta, nhưng con không biết. À, đó là con mắt, cũng có thể là mắt huệ, hay là tôi nghĩ là lúc đầu nó đến từ một vị minh sư tượng trưng cho vị đó, như là một biểu tượng. Ngày xưa, không có ảnh chụp sư phụ Thanh Hải, cho nên Ngài đưa quý vị vật gì đó cũng là để nhắc nhở quý vị. Và nếu quý vị tự nhắc nhở mình về mắt trí huệ thì dĩ nhiên, quý vị cũng được bảo vệ. Bởi vì quý vị ở cảnh giới cao hơn, quý vị bảo vệ được chính mình. Như vậy rất khôn ngoan. Nhưng ý tôi là nói về trang sức. Những thứ trang sức thông thường mà người ta đeo ở Ai Cập thời xưa, tôi nghe nói là để bảo vệ khỏi ánh mắt tà ác. Có lẽ vì người ta chỉ chú tâm vào đồ vật sáng đó và để quý vị yên, mà không nhìn vào quý vị nhiều lắm. Giống như tấm khiên vậy, phải không? Là như vậy đó. Hoặc cũng có thể vào thời xưa, vị minh sư trao cho đệ tử vật gì đó để nhắc họ nhớ tới lực lượng tâm linh của vị minh sư, để luôn luôn chú tâm, thì quý vị cũng được bảo vệ. Có thể là như vậy. Tôi không nghĩ mấy viên ngọc có thể bảo vệ tôi, nhưng để phòng hờ. Hầu hết thời gian tôi ở một mình, tôi không có hộ pháp, không có gì để bảo vệ mình, ngay cả đồ xịt hoặc bất cứ gì. Có chút nước giấm xịt, nhưng nó có thể làm cai sót, chỉ để rửa tay và cho chó của tôi thôi. Tôi lúc nào cũng mang thêm một ít, một bình nửa nước, nửa giấm. Đôi khi trong tiệm ăn tôi dùng để rửa tay, xịt nước giấm lên tay rồi lau, xịt lên muỗng, nĩa, chén, đũa công cộng, khử trùng. Rồi lau đi thì nó sạch, như hệ thống lau rửa khô. Cũng đỡ lắm, không có hóa chất. Giấm, quý vị biết đó, không có hại, phải không? Quý vị ăn được, cho nên đâu có sao. Lúc nào tôi cũng đem theo một chai nhỏ. Quý vị học được mẹo mới rồi ha. Dạ. Đôi khi xịt xung quanh, cửa sổ này nọ, hoặc có những thứ thuốc chống côn trùng mà tôi đã bảo quý vị rồi, những thứ không độc xịt quanh cửa sổ, cho côn trùng đừng bò vào, ngay cả mũi cũng tránh xa. Côn trùng nhỏ tránh xa lưới, lưới cửa sổ. Đôi khi không có thì dùng giấm xịt cũng có hiệu quả, vì giấm khử hết mùi, mà côn trùng chỉ bị lôi cuốn bởi mùi, cho nên thay vì xịt dầu thơm, có lẽ quý vị xịt giấm thì mấy con mũi sẽ không biết. Quý vị là rau xà lách hay là cô tóc vàng nồng nàn? Có lẽ mũi tưởng quý vị là bắp cải xà lách.
Quý vị còn nuôi chó không? Còn hả? Được, lo chó bằng nước giấm thôi nhé. Nếu có chó hoặc mèo trong nhà thì chỉ dùng giấm lau nhà thôi. Thỉnh thoảng, nếu muốn thật sạch và không biết chắc thì cứ lau với bất cứ gì đó, nhưng sau đó phải lau lại bằng nước thật kỹ để không còn chất hóa học nào sót lại trong nhà. Vì nếu để vậy, có thể làm chết chó mèo của quý vị, hiểu không? Không làm chết ngay nhưng khiến họ khổ sở nhiều năm. Họ chịu không nổi, hiểu không? Nếu quý vị nghe được chó nói, họ sẽ nói quý vị nghe. Nên chúng ta chỉ cần xịt giấm, nửa nước nửa giấm rồi lau. Lau sạch thân thể chó bằng nước giấm. Khi muốn cho chó vào nhà, lau mấy móng chân này nọ bằng nước giấm và khăn nhúng nước giấm. Rồi sau đó, xung quanh mắt, quý vị phải lau nhanh bằng nước để không làm sót mắt họ. Và những chỗ nhạy cảm, có da mỏng lộ ra. Hoặc nơi nhạy cảm, quý vị phải lau lại bằng nước, sau đó ngay lập tức thì không bị xấu. Như vậy là tốt nhất. Nếu thật sự không có sẵn giấm thì có thể dùng khăn ướt em bé, nhưng sau đó lau nước liền, hiểu chứ? Để hóa chất hoặc bất cứ gì không bị dính lại, người ta nói khăn ướt dành cho em bé đôi khi nó vẫn rất mạnh. Và ngày qua ngày nếu chó cứ liếm thì không biết có tốt hay không. Lẽ ra nó là chỉ dùng cho đằng sau mông thôi. Cho nên nếu quý vị dùng khắp chỗ thì không bảo đảm cho lắm, phải không? Chúng ta nói chuyện từ Atula rồi đến chó, mình tới đâu rồi? Tôi cố gắng trả lời câu hỏi nhiều nhất có thể trong đầu óc nảy nở của quý vị. Chỉ vì tôi thương động vật, điều đó không thuộc về tâm linh. Nhưng kể ra thì cũng có liên quan, như giúp đỡ họ. Đôi khi người ta không đối xử với động vật đàng hoàng, quý vị biết đó, như những lúc trời lạnh dưới 20 độ, 10 độ, 30 độ C, họ cứ để động vật ngoài trời xích lại, xích vào cột cả ngày lẫn đêm. Đôi khi chúng ta phải cứu họ, ít nhất cũng giao cho trung tâm nuôi chó những nơi không giết, và họ sẽ tìm cho chó một mái ấm tốt hơn. Thật là khủng khiếp. Chúng tôi thấy một chú chó bị xích ngày đêm, trên cổ có vết thương. Vì khi lạnh quá, có lẽ chú không cảm thấy đau, nên chú cứ ráng sủa hoặc để bảo vệ căn nhà đó, rồi cứ bị xích cứa vào cổ. 2 tuần rồi mà vết thương vẫn chưa lành hẳn. Chúng tôi đưa chú đi bác sĩ mà vẫn dĩ nhiên là lành rồi, ngày càng đỡ hơn. Nhưng thử tưởng tượng chú vẫn chưa bình thường. Thử tưởng tượng coi có người làm thế đó, trời tuyết, băng giá, mà để chó ngoài trời không chỗ trú thân. Có một cái mái nhỏ như vậy, bằng xi măng, nhưng gió thổi từ đầu này sang đầu kia, vậy càng tệ hơn. Có lẽ che mưa, nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Trời thì rất lạnh. Một vài quốc gia, tôi biết quốc gia đó có thể đôi khi là dưới 25 độ C. Dĩ nhiên là chó không chết, nhưng thử tưởng tượng chú cảm thấy thế nào. Quý vị sẽ cảm giác ra sao nếu quý vị là chú? Không một chút tự do, rồi bị bệnh vậy đó. Mà họ cũng chẳng thèm săn sóc cho chú. Thỉnh thoảng họ đến 2-3 ngày một lần cho chú chút thức ăn. Thảy một ổ bánh mì ở đó cho chú ăn. Khi trời lạnh giá, ăn cũng không nổi. Nó vừa lạnh vừa cứng. Dĩ nhiên chú sống sót. Người gì mà làm như thế cho được? Cho nên nếu quý vị nuôi thú cưng, làm ơn đối xử với họ như chính mình. Quý vị phải đối xử với thú cưng như với chính bản thân mình, vì họ cũng như trẻ em vậy. Họ trông cậy vào quý vị trung thành với quý vị, vô cùng trung thành. Và không bao giờ phàn nàn. Quý vị cho họ ăn gì, họ ăn nấy. Quý vị cho họ ở đâu thì họ ở đó. Quý vị đối xử với họ như thế nào, họ cũng mang ơn. Cho nên làm người, chúng ta lẽ ra cao đẳng hơn. Chúng ta phải chăm sóc cho những chúng sinh nhỏ bé yếu đuối. Đúng vậy, xong rồi, hết chuyện. Quý vị ở đây bao lâu? Sư phụ ở bao lâu, chúng con ở bấy lâu? Tới khi tôi còn ở đây ạ, những ngày mai quý vị phải đi làm trở lại đúng không? Được, để xem chúng ta có thể làm gì. Tôi không chắc lắm, nhưng có lẽ cuối tuần này hay sau đó, bởi vì quý vị còn phải đi làm đúng không? Tốt, quý vị có 3 ngày nghỉ, như vậy tốt hả? Được rồi, đây. Còn câu hỏi gì không? Ý là câu hỏi hay. Đừng có mà tìm cách nói huyên thuyên, tôi ghét lắm. Và quý vị sẽ bị đuổi ra. Tôi phải dạy quý vị. Chứ tôi không thể cứ kéo mình xuống đẳng cấp của quý vị. Tôi phải kéo quý vị lên, hiểu không? Bây giờ là thời hoàng kim rồi, không còn viện cớ gì nữa. Quý vị phải thông minh. Có người nào bị trúng vào mắt trí huệ chưa?
Chuông cảnh báo. Đó, ở đầu của tôi, phải không? Đây, một ít đồ ăn vặt thuần chay. Chỉ một chút đồ ăn vặt thuần chay, bẻ ra cho mọi người. Không à, cái gì? Chưa có hả? Này, lung tung hết rồi. Đừng có ăn nhiều quá nhé, quý vị sắp ăn trưa đó. Nếu nó lớn, quý vị bẻ ra rồi chia nhau nhé. Đây nè, cưng. Bẻ ra, chia nhau nhé. Đây, chia nhau, chia nhau. Học chia sẻ với nhau ở đây đã. Tôi lúc nào cũng chia sẻ. Không phải chỉ trước mặt quý vị, không vì quý vị mà vì mọi người. Cảm ơn sư phụ ạ. Đôi khi đây. Đây cưng, chia nhau nhé. Có chưa? Chia với nhau. Đây. Đây, chia nhau. Ai chưa có thì lên mà lấy. Đó. Đưa nãy một cái, cô kia một cái, những người kia không chia à, quý vị phải chia sẻ nhé. Chúng ta luôn luôn chia sẻ ha. Sáng nay tôi mới chia sẻ gì đó cho người nào đó mà tôi không biết. Tôi phải gửi đến một khu vực nào đó ở Phi Châu. Tôi cũng không biết họ là ai. Chúng ta luôn luôn san sẻ. Nhưng mấy chuyện này không có đăng trên báo. Chỉ khi nào quý vị làm, họ mới đăng lên báo. Khi tôi làm thì họ không đăng. Bằng không, tất cả báo chí trên thế giới phải đăng mỗi ngày thì mới đủ. Cả một tờ báo dành riêng cho tôi cũng không đủ. Cho nên chúng ta phải luôn chia sẻ. Khi còn sống trên địa cầu này, chúng ta nợ nhau. Tốt. Khi nào quý vị phải đi ra hay là không đi ra? Dạ không. Quý vị ngồi đây từ hồi nào? Dạ, từ 12:30. Ôi trời ơi, được rồi, đã đến lúc nghỉ ngơi. Ăn trưa rồi trở lại, đừng lo. Trở lại nữa. Dạ không, không. Dạ không, dạ chưa, chưa sư phụ à hả? Dạ chưa, chưa à, dạ chưa, được rồi, nói đi. Quý vị muốn gì nữa, nhanh. Thưa sư phụ, con xin nói. Được, xin chào, chúc mừng năm mới. Chào, chúc mừng năm mới, như vậy là tốt, tốt. Và cũng cảm ơn Ngài biết được cảm nghĩ trong lòng con và trả lời. Tôi có trả lời hả? Sư phụ luôn luôn trả lời. Và con thương sư phụ, con luôn nói con thương sư phụ. Nhưng con thương Ngài, tôi biết. Cảm ơn cô. Con không cần phải nói, sư phụ biết. Ờ, được, cảm ơn sư phụ. À này, chúc mừng năm mới tất cả quý vị. Xin chúc mừng năm mới sư phụ, thưa sư phụ. Nói đi cưng, sao? Thật vinh dự được ở trên địa cầu với Ngài. Con đã chọn đến đúng lúc, có lẽ như vậy. Ý con là một thỏa thuận trước khi xuống với Ngài. Thật là một vinh hạnh, thật là vinh hạnh. Nhất là đến trung tâm này. Con đã muốn lâu rồi. Cảm ơn sư phụ. Không có chi. Thật tuyệt vời. Nhờ có sư huynh đó giúp cô có một chỗ ở đây. Anh Ngô đã làm tuyệt vời. Phải, họ làm đúng. Anh Ngô đâu rồi? Có ở đây không? Anh ấy ở trên lầu. Ở trên lầu à, xuống đây, Ngô. Ngô, Ngô, Ngô. Mấy cô con gái của anh ấy đang ngồi phía trước. Hai cô con gái này à. Dạ, ba, tôi tưởng anh ấy có năm, không phải sao? Dạ, anh ấy có năm đứa con. Hai cậu kia ở đâu? Hai đứa kia của quý vị ở đâu? Dạ, hai con trai. Dạ, ở trường. Ở trường hả? Dạ, ở nhà chúng con. Chăm sóc mấy đứa trẻ kia, chăm lo nhà cửa hả? Chăm sóc mấy đứa trẻ kia. Các cháu đều ở trong, các cháu đều ở trong nhà. Các em không thể đến đây được. Dạ, cháu đến được, nhưng vì quá nhỏ, con không biết các cháu có đến được không ạ? Quá nhỏ là nhỏ bao nhiêu? Một cháu được có phải 13 tuổi không? Dạ, 13 và 19. 13 và 19 đâu phải là quá nhỏ. Có một cháu nhỏ 6 tuổi. 6 tuổi là quá nhỏ. À, phải, phải. Có lẽ lát nữa các em có thể đến đây, nhìn một lát rồi đi về. Vì các em đã ở đây rồi. Và đầu năm mới, tôi cảm thấy rộng lượng. Bây giờ người nào có thể mang các em đến đây? Được rồi, tốt. Và hai đứa con của quý vị nữa. Dạ.
Rất tốt là họ làm vậy. Họ hy sinh, vậy tốt. Tôi luôn luôn thích vậy. Và Thượng Đế luôn luôn biết, những gì quý vị đang làm. Còn ai muốn nói gì nữa? Nói gì hay một chút đầu năm đó. Thưa sư phụ, con xin phép kể một chuyện hay đã xảy ra cho chó của con hôm qua. Được, nói đi, nói đi. Dạ, con để chó nhà với mẹ con một ngày rưỡi. Bà chiều chuộng cô chó hết sức. Khi con trở lại, cô chó khiến con chú ý tới cô. Rồi cô nhìn sang mẹ con, rồi liếm môi nhiều lần, bảo con rằng, ồ, bà cho con thức ăn ngon quá. Cách cô nói chuyện với con, họ là loài vật rất đẹp đẽ. Họ là loài vật rất đẹp đẽ. Ý con là cô chó nói với con, rằng mẹ con cho cô chó đồ ăn rất ngon. Đồ chay hả? Dạ đúng vậy, được, cả đời cô chó ăn chay. Đúng rồi, vậy thì tốt. Đôi khi quý vị có thể nghe được chó nói chuyện, động vật biết nói chuyện, nghe rõ hay không? Tùy theo khả năng cảm nhận của quý vị. Nhưng chó nói được bằng ánh mắt. Chó của tôi nói bằng ánh mắt. Tôi luôn luôn biết họ nói gì, thậm chí không cần thần giao cách cảm. Chó muốn những thứ đơn giản thôi. Tình cảm nồng nàn, nhiều tình thương và thức ăn ngon, nước uống trong lành và một không gian tốt, sạch sẽ. Okay. Yes. Any more? Còn gì nữa không? Chia sẻ tin vui cho năm mới. Cũng là về cô chó của con. Cô chó chết vài năm trước, nhưng cô nàng vẫn thường về thăm con trong mơ. Và cô chó vui lắm. Ồ, vậy thì tốt. Sao lại khóc? Phải vui chứ. Cô muốn bạn chó khác không? Có thể nuôi một bạn chó khác nếu muốn. Nhưng đừng khóc vì cô chó. Nếu cô muốn nuôi chó, không muốn cũng không sao. Tiện đây, nếu quý vị thật sự muốn nuôi chó, có rất nhiều chó trong trại tạm trú, làm ơn ráng cứu vài con, một hoặc hai con. Được rồi, không phải tôi khuyến khích quý vị nuôi thú cưng hay là gì hết, nhưng nếu muốn, nếu quý vị thật sự muốn thì ráng tìm trong các trại tạm trú động vật nhé. Họ sẽ rất mang ơn, tin tôi đi, họ biết. Chó biết, và họ sẽ rất mang ơn quý vị. Họ có thể không gắn bó với quý vị như người chủ cũ, nhưng họ rất mang ơn, hoặc họ có thể còn thương yêu quý vị hơn nữa. In United Kingdom. Khi tôi mới nhận nuôi Happy, một trong mấy đàn chó của tôi, cô chó mập. Happy, you know, one of my dogs, the fat lady. Chúng tôi gọi cô chó là Godita. Tiếng Tây Ban Nha nghĩa là chắc khỏe, phụ nữ đô con. You know, well built. Khi tôi mới gặp cô chó lần đầu, cô chó ở trong một chuồng nhỏ. Tôi không biết, tôi chỉ nói, được, ta sẽ trở lại đón con. Khi tôi trở lại, cô chó đi mất, không còn ở trong chuồng đó nữa. Không ai biết cô chó ở đâu. Tất cả họ cũng không biết cô chó ở đâu. Tất cả nhân viên không ai biết. Chúng tôi phải đi vòng quanh một khu lớn. Đó là một trại tạm trú. Trại chó tạm trú của Mỹ lớn lắm. Ôi, cả ngàn con ở đó. Tôi phải đi khắp nơi tìm cô chó. Điều duy nhất tôi nhớ về cô chó khác với những cô chó khác là cô chó có một cái đuôi cong. Nhưng ở đó có quá nhiều chó đuôi cong, cho nên rất khó cho chúng tôi nhận diện cô chó. Không phải quá nhiều nhưng cũng đủ nhiều, và có rất nhiều. Họ để chó ở nhiều khu vực khác nhau, cho nên chúng tôi đi khắp nơi tìm kiếm. Ôi, suýt nữa là tôi bỏ cuộc. Tôi tưởng có người đã nhận cô chó rồi, nhưng tôi đã đặt giữ cô chó rồi mà. Họ không muốn trao cô chó hôm đó. Họ nói bà trở lại sau nha. Có lẽ do trễ rồi hoặc cuối tuần hay gì đó. Tôi không biết, chẳng nhớ nữa. Và khi chúng tôi trở lại không thấy cô chó đâu. Ồ, thật hoảng hốt. Rồi chúng tôi đi vòng vòng tìm kiếm khắp nơi. Rồi một thị giả nhận diện cô chó vì cái đuôi cong. Và sau đó nhớ ra cô chó. Nhưng anh ta chẳng nói gì với tôi hết. Tôi cứ đi vòng vòng tìm hoài.
Đến lúc cuối cùng, tôi gần như muốn khóc. Anh ta mới nói, con nghĩ có một chó đực công ở trong phòng kia. Chắc là cô chó ở đó. Tôi nói, anh giỡn chơi, sao khi nãy không nói? Rồi, quả đúng là cô chó, vì khi thấy tôi, cô chó nhảy lên liền. Không phải chó nào cũng nhảy lên, chỉ cô chó đó thôi. Vì cô chó nhớ tôi đã hứa sẽ quay trở lại và cô chó biết như thế. Dĩ nhiên nhìn thấy cô chó là tôi nhận ra liền. Cô chó nhảy khắp nơi, rén nhảy đến với tôi, vẫy đuôi tới tấp. Và khi họ mang cô chó ra, trời ơi, cô chó bị xiết cổ vì cái trung tâm đó. Họ không có dây buộc chó cho đúng, họ chỉ buộc một sợi dây quanh cổ, và cổ của cô chó gần như bị xiết, lưỡi cô chó lè ra. Nhưng cô định nhảy đến với tôi, chỉ tôi thôi. Mà cả phòng đầy người, đàn ông cũng như phụ nữ, người Á Đông, người Mỹ, ai cũng nhìn. Không phải chỉ có mình tôi hình dáng cỡ này, hoặc là chủng tộc này. Và cô chó chỉ nhảy tới tôi thôi, vì cô chó nhớ tôi, chỉ một lời thôi, chỉ một lời hứa. Cho nên tin tôi đi, họ biết đó, họ biết. Quý vị không cần là nhà ngoại cảm, hoặc biết nói chuyện với chó mới hiểu được ngôn ngữ của chó. Họ hiểu gì? Họ hiểu tiếng Anh, tiếng Nga, Đức, Pháp, bất kỳ ngôn ngữ gì quý vị nói với họ. Họ đều hiểu rất rõ ràng, vì chó hiểu ngôn ngữ qua hình ảnh. Bất cứ quý vị nói gì thì nó tạo một hình ảnh trong đầu họ. Vì vậy mà chó hiểu quý vị hoàn toàn rõ ràng và không hề nhầm lẫn. Mỗi ngôn ngữ, mỗi chữ đều có một ký hiệu vô hình. Thành ra tôi bảo quý vị phải thanh tịnh hóa lời nói, phải không? Vì nó ảnh hưởng đến người nghe. Yes, because it does have. Và nó có một ý nghĩa thật sự. Nó tạo ra một hình ảnh và phát ra năng lượng tốt hay xấu vào môi trường mà quý vị tới lui trong đó. Thành ra chúng ta phải thuần khiết trong cả thân, khẩu, ý nữa. Mọi thứ đều có lý do, hiểu không? Không phải tôi muốn kiểm soát quý vị hay gì, mà chỉ cho quý vị biết tất cả bằng chứng khoa học và sự hợp lý khoa học đằng sau. Những giới luật mà mình kỳ giữ, mọi thứ chúng ta nghĩ đều tạo nên một hình ảnh. Người khác cũng thấy được, không phải ai cũng thấy, nhưng dù sao nó cũng sẽ lưu lại trong thinh không, và người khác cảm nhận được năng lượng lưu lại ở đó. Cũng còn tùy theo lời nói hoặc ý nghĩ của gì, lúc đó mạnh thế nào thì nó sẽ lưu lại, lâu hay ngắn, nhưng nó sẽ lưu lại. Có khi lưu lại rất lâu, hầu như vĩnh viễn. Quý vị có nghe nói lời nguyền truyền kiếp không? Nó có thật, thật như vậy. Không cần là phù thủy mới tạo được thứ lực lượng nguyền rủa đó. Nó có thể đến từ một người hận thù mãnh liệt, hoặc yêu thương mãnh liệt, hoặc trong đầu có tư tưởng trả thù mạnh mẽ. Khi họ nói bằng tất cả lực lượng hùng mạnh của họ, thì nó sẽ trở thành thật. Dù đó là một lời nguyền hoặc lời chúc phúc. Cho nên đôi khi quý vị tới gặp một linh mục hoặc người thánh thiện nào đó và nói xin ban phước cho tôi chút ân phước, vì nó có hiệu quả, không phải là mê tín. Có thể trong tương lai chúng ta không cần truyền hình hay gì cả, chỉ cần chỉnh sống tới chỗ nào mình muốn là hình ảnh hiện ra. Đó chính là thần giao cách cảm. Chó, động vật, họ có nhiều khả năng ngoại cảm hơn mình, vì chúng ta đã mất khả năng đó, nhiều người chúng ta đã mất, do sự phức tạp của hệ thống sinh tồn. Chúng ta phải nghĩ quá nhiều về mặt vật chất, và làm việc quá nhiều trong lĩnh vực vật chất, suy nghĩ quá nhiều tới bổn phận vật chất, vì sinh tồn, nên ngày càng thiên về vật chất. Do đó mà quên mất bản chất thần giao cách cảm của mình, khả năng thần giao cách cảm mà mình đã có. Có người vẫn giữ được khả năng đó, tối thiểu hoặc tối đa hoặc phần nữa. Đôi khi quý vị thấy hình như có lúc mình hiểu người bạn đời của mình đang nói gì mà họ không cần phải nói ra. Đó là lúc quý vị thu thập lại một chút khả năng siêu linh bị phân tán của mình. Thỉnh thoảng nó xuất hiện. Điều đó đúng. Quý vị có thể tưởng tượng nếu mình không mất đi thì lúc nào mình cũng có. Nhưng cũng tốt. Vì nếu có khả năng đó, không phải chúng ta luôn nghe cái tốt mà cũng luôn nghe cái xấu nữa. Và như vậy sẽ hơi quá mức cho mình.
And it will be, you know, it's hơi quá mất. Too much. Sao chúng ta nói quá nhiều về điều này? Còn gì khác không? Còn gì nữa không? À, nói đi. Cứ nói. Rồi tôi sẽ cho quý vị ý kiến đằng kia. Kính chào sư phụ. Chào chào. Con là đồng tu mới. Con thọ tâm ấn vào ngày 2 tháng 10. Trước khi thọ tâm ấn, con cũng từng tu thiền. À, con cứ hứa với Đức Krishna rằng nếu con được diện kiến một vị chân sư thì con sẽ làm điều đó. Thật ra là sờ chân vị sư phụ của mình, cho nên ôi trời, đó là tỏ lòng tôn kính đối với sư phụ. Bây giờ thưa sư phụ, con không quan trọng vậy. Con biết có lẽ không quan trọng, nhưng con có cần làm tròn lời hứa này không? Không cần. Dạ. Vì điều này làm phiền con. Tôi đang nghĩ, lắng tai nghe, nghĩ rằng có lẽ xây đền cho Đức Krishna, hoặc là một trung tâm thiền cho mọi người hay gì đó, sờ chân sư phụ. Còn khuya. My foot. Tiện thể anh là người Ấn Độ hả? Xin ở Ấn Độ hả? Dạ không phải. Indian, thế người gì? Dạ no, con là người Jamaica, Tây Ấn. Tây cũng là Ấn Độ. Nhưng con thích đọc kinh Gita Chí Tôn Ca. Ờ được, vậy tốt chứ. Anh từ Tây Ấn. Thì dù gì cũng là Ấn Độ. Nói quý vị hay, người Ấn Độ. Mỗi khi gặp ai đáng kính, có thể là vua hay vị quan tốt, linh mục, tăng sĩ, hoặc bất cứ vị thầy nào, họ cũng sờ chân để tỏ lòng kính trọng. Là vậy đó. Lời hứa của anh nghe giống như là không biết là cái gì nữa. Thôi đi, hứa gì kỳ vậy? Thưa không, chỉ để tỏ lòng tôn kính nếu con được diện kiến chân sư. Tôi không biết. Sao anh biết tôi là chân sư? Câu đó chưa chắc chắn. Con tin Ngài là chân sư trong lòng con. Hoặc lỡ ngày mai anh tìm được một chân sư khác thật hơn thì sao, thì lại phải sờ chân nữa để dành đi. Không, Ngài là chân sư, để dành khi nào biết chắc hãy làm. Anh mới tâm ấn không bao lâu mà, phải không? Dạ phải. Để dành tới khi nào anh biết chắc đã. Con biết chắc, con biết chắc. Con chắc chắn sư phụ là chân sư. Thường thì tôi không khuyến khích người khác làm gì để tôn sùng tôi hết. Đa số người đều muốn làm vậy. Thứ nhất, họ tỏ lòng tôn kính. Thứ hai, để họ được phước báo. Nên lời anh hứa như là sự thu hoạch, không phải như là gì cả, để tôi cảm thấy vui lòng mà ban cho anh. Đó là lời hứa của anh, đâu phải của tôi. Tôi đâu có hứa với Đức Krishna là sẽ đưa chân cho anh sờ đâu, phải không? Nên tôi không cần phải thực hiện lời hứa đó, đúng không? Nếu anh có nguyện ước gì to tát, có lẽ tôi còn thán phục và giúp anh hoàn thành. Nhưng kiểu hứa này chẳng có gì to tát cả, nghe thấy hơi ích kỷ, đúng không? Dạ, thôi quên đi. Lúc khác, hôm khác, khi có người tới sờ chân tôi thì tôi cho, nhưng còn anh thì không. Còn gì nữa không? À, đưa micro cho anh ấy. Yes, give him the mic. Chúc mừng năm mới sư phụ. Chúc mừng năm mới nữa. Dạ, được. Cuối cùng con cũng được diện kiến sư phụ. Mừng quá. À, rốt cuộc. Dạ, con muốn hỏi sư phụ. Có cách gì để khi ngồi thiền, con nhận được ân điển nhiều nhất, thiền chất lượng nhất, giúp con thiền sâu nhất có thể? Cứ tiếp tục cố gắng, tiếp tục cố gắng. Có công mài sắc, có ngà nên kim. Tiếp tục cố gắng. Cũng khó vì thế giới quá hỗn loạn, lúc nào cũng có nhiều thứ làm mình phân tâm. Nhưng quan trọng là cố gắng, chứ không phải là thành công hay không. Ráng lên, đó là để huấn luyện tâm kiên trì lòng thành của quý vị. Cái đó mới quan trọng. Bởi vì Thượng Đế không phải lúc nào cũng chọn người thiền tốt nhất, nhưng là người có lòng thành. Chỉ cần đi một bước là thiền đàng, đi 99 bước, cứ cố gắng vậy thôi.
cố gắng hết sức, thế thôi. Ráng hết sức mình là được. Cảm ơn sư phụ, không có chi. Còn người nào nữa? Tôi bảo nhiều lần rồi, cố gắng ngồi thiền hết sức mình. Và nếu quý vị muốn giúp mình, thì hãy giúp người khác. Giúp anh em đồng tu của quý vị. Giúp quảng bá thông tin về tâm linh. Đó là cách tốt nhất để giúp mình. Giúp về vật chất không phải là món quà lớn nhất để cống hiến cho người khác. Quà tâm linh mới là tốt nhất. À, cô đó. Người nào đó ở phía sau? Không à. Phải, phải đây. Người mặc áo xanh. Kính chào sư phụ. Trước hết con xin nói rằng sư phụ luôn đẹp tuyệt vời, rất đẹp. Ồ, cảm ơn cô. Trang điểm cũng giúp chứ. Quả là một điều thật sự kỳ diệu là có được sư phụ ở ngoài đời thật ngồi trước mặt con đây. Thế cô nghĩ tôi kiểu gì không có thật hả? Sư phụ hiểu ý con mà. Con muốn hỏi một câu. Nhiều khi con tập trung hơi bị khó khăn. Có lúc con tập trung tốt hơn những lúc khác. Có lúc bị tạp niệm. Con chỉ muốn biết sư phụ có thể nào giúp con tìm được cách tốt nhất để dễ tập trung hơn, để sức tập trung của con mạnh hơn và nhất tâm bất loạn. Vì nhiều khi con thấy khó quá. Tôi biết. Ai cũng vậy, hỏi họ coi. Cô đâu phải là người duy nhất. Cô có thể nói chúng con, không cần nói con. Đừng lo. Chỉ là sức tập trung không phải luôn tùy thuộc vào quý vị mà thôi, còn tùy vào ngay cả những gì quý vị mới ăn vào, hoặc người nào quý vị mới gặp, hoặc chương trình truyền hình quý vị mới coi, hiểu không? Dạ. Hoặc báo chí quý vị vừa mới đọc. À, như thế đó, rất rối lắm. Hoặc chỗ quý vị vừa mới tới, bầu không khí từ trường ở chỗ đó luôn luôn như vậy. Cho nên cứ ráng hết mình. Tôi chỉ có thể nói vậy thôi. Dạ, cố gắng hết mình và đừng lo lắng nhé. Quý vị giải thoát rồi, tin tôi đi. Đẳng cấp thứ 3 trở lên, cho nên đừng lo chuyện đó, tất cả những người ở đây nhé. Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Tối thiểu là đẳng cấp thứ 3. Tất cả quý vị ít nhất là đẳng cấp thứ 3. Được rồi, cho nên đừng lo. Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Bây giờ quý vị có thể... Quý vị không cần phải chạy nhiều, chỉ đi thôi, hiểu không? Con thương sư phụ với tất cả tấm lòng. Cảm ơn ngài nhiều lắm. Cũng thương cưng nữa, thương cô. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô là con ngoan. Cảm ơn cô đã cố gắng hết mình. Tôi biết cô cố gắng hết sức và tôi rất hài lòng. Khóc gì vậy? Vui hay là... Dạ, vui lắm. Uống chút nước bù lại đi. Nếu không sẽ bị khô. Khóc nhiều quá sẽ mất nước. Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Không có chi cưng. Con thương sư phụ vô vàng. Ngồi đó. Ngồi đây, ngồi đây. Ngồi đây. Ngồi đây, à, ngay đây. Một chút chỗ đó ha. Có lẽ chỗ kia để cô ấy không cần phải biết không, máy quay đó, thế thôi. Còn ai muốn khóc công khai không? Tôi chỉ có một hộp nước tháo thôi. Còn một hộp nước trái cây ở đó. Sao? Con đã muốn khóc. Vì nó giống như là... Con biết sư phụ ở đây nhưng con không thể gặp ngài vào đêm giao thừa. Không sao, con cảm thấy như mới vượt núi để gặp ngài hôm nay. Thưa sư phụ, con cảm thấy như con đến tận Hy Mã Lạp Sơn rồi trở về. Bên trong rối loạn, có chuyện như vậy, chướng ngại, gia đình. Tôi biết đủ mọi thứ. Nói tới điều đó và hôm qua con đến trung tâm London, con bỏ hết tất cả, con phải đi. Rồi sư phụ không tới. Nên con nghĩ trời ơi, hôm qua tôi đã cố tới. Dạ, con biết, hôm qua tôi đã cố gắng trở ngại của quý vị là trở ngại của tôi. Tin hay không chứ? Hôm qua tôi khóc suốt ngày vì quý vị. Hôm nay con cảm thấy rằng sư phụ đang ở London, nhưng bằng cách nào đó con sẽ gặp ngài, con biết trước, như vậy tốt. Thần giao cách cảm ha. Con biết trước, như vậy tốt. Con quá vui sướng và cảm thấy ngây ngất. Con không có cảm xúc, tuy nhiên lại tràn đầy cảm xúc. Hiểu. Con không biết giải thích làm sao. Sư phụ biết cảm giác của con. À, tôi biết, thật tuyệt vời, cha ơi. Hôm qua nói về chướng ngại. Ồ, thôi, không nói đâu, con biết, con cảm nhận được. Tôi muốn gặp quý vị, thậm chí còn khó hơn là quý vị gặp tôi. Dạ, tôi cũng phải bơi ngược dòng.
Không phải chỉ có quý vị thôi. Con cảm thấy như con đã leo núi để gặp ngài hôm nay. Tôi đã leo hai ngọn núi. À, cả hai bên. Bên trong tôi biết, Hai bên phải leo núi mới gặp nhau. Tin tôi đi. Đối với tôi cũng không dễ, cho dù tôi đã đến trước cửa rồi, cũng có chuyện xảy ra. Để tôi phải đi mất. Tôi biết quý vị đang đau lòng, nên có lúc tôi cũng khóc. Biết không, tôi khóc vì quý vị. Tôi khóc vì tôi biết cảm giác của cô. Không phải chỉ cảm giác của cô thôi. Ý là của mọi người, cảm giác từ những người của tôi. Tôi hiểu, cưng à. Hôm qua tôi khóc gần như suốt ngày. À, không phải vì tôi. Tôi không cần gì cả. Bên trong con biết chỉ là chút nữa nha. Bây giờ cô ổn chưa? Vui chứ? Tốt. Are you okay now? Happy? Good. Đêm qua ta mơ chăn gối hiền hòa, trầm thoáng hương đưa ngày đó mặn mà. Người còn bên ta, tình còn bao la. À, anh đó. Trước hết, con vô cùng vui sướng. Con vừa mới thọ tâm ấn. So I'm just new. Ngày 2 tháng 10 ở đây. In October 2nd. Và con xin cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mừng năm mới. Thank everyone. So happy new year. Con có một câu chuyện. I have one story. Con sẽ nói ngắn gọn. Được. I make it very short. Con vốn đến từ Mông Cổ. So I'm originally from Mừng Hungary. Anh về nhà. Welcome home. Con sống ở Hungary. Vậy hả? I lived in Con đến Hungary. Đây vì I came here because Con là người tìm chiến thánh. I was hoặc tương tự. Anh tìm hả? Dạ, dạ không, con thích câu chuyện về chiến thánh. Về cái gì? Chiến thánh à? Arthur và Merlin. Ồ, chiến thánh. Chiến thánh, chiến thánh phải không? Vậy anh muốn tìm chiến thánh hả? Tương tự, được. Tại sao? Con đến đây 2 năm trước. I came here 2 years ago. Con biết chắc rằng nếu con đi tới Stonehenge, if I go to Stonehenge, sau đó con sẽ tìm được sư phụ của con. After that, I will ý con là hiểu, master. Con sẽ gặp vị đó, understand. Các thầy nào đó hiểu. Mới cách đây 3 ngày, just 3 days anh đến Stonehenge hả? Dạ, con đã tới đó à. À, vậy hả? Yes. Cho nên với con đó là sự thần kỳ. So ồ, tảng đá đó cho anh. Miracle. Chuyện thần kỳ. Chà, nhân tiện, Stonehenge đã được vào danh sách là một trong những kỳ quan thế giới. Trước kia không như vậy, không biết tại sao. Và điều kỳ diệu của thế giới trước đây không như vậy, không có trong danh sách, giờ được rồi. Tốt, anh tới đúng lúc. Dạ, cho nên, nhưng con luôn biết rằng con sẽ gặp ngài ở đây cách nào đó. Meet tuyệt vời, tốt. Somehow. Wonderful. Cảm ơn sư phụ. Good. Không có chi. Thank you. Trời nóng ha. Anh ở Hungary à? Bây giờ anh muốn ở đây hả? You're in Hungary? You want to dạ không, here con now? Đang sống ở London. No, nhưng I anh không ở Hungary nữa sao? Dạ, hồi trước con ở. Nhưng well, con sẽ trở lại. Go. Thưa, con but có I dự định. Anh có bạn ở đó à? Gia đình anh ở đây hay ở Hungary hay ở Mông Cổ? Dạ, Hungary. Hungary. Anh biết nói tiếng Hungary. Dạ, lưu loát. Dạ, như người bản xứ. Yes. Anh sinh ở Hungary. Yes. Không ạ, like con. Anh sống ở Hungary bao lâu rồi? Dạ, 10 năm. 10 năm. À, đủ. Đủ để nói. Chỉ phòng khi tôi cần anh. Just in case I need you. Cho người Hungary. Còn ai khác? Người Hungary nào cần phiên dịch? Quý vị ai là người ngoại quốc mà nói thạo một ngoại ngữ khác? Who speak another ngoài tiếng Anh ra foreign language, thì cần you know, cho liên lạc viên mình biết, then you nhắc have to họ tell your contact person, vì huh? Nhiều khi quý vị just đã điền vào đơn tâm ấn nhưng có thể họ quên. Vì vậy, trung tâm nào cũng nên dán so một danh sách center, một số người đặc biệt. Post a list of some thí dụ, person, thợ sửa chữa, thợ điện, handyman, for example, yeah? Để chúng ta hợp lực. So we can
Đôi khi làm việc cho trung tâm hoặc có thể giúp đỡ người nào cần giúp kịp thời, các tài năng đặc biệt. Hoặc có thể là kỹ năng ngôn ngữ đặc biệt. Lúc cần tới thì có, hiểu không? Đưa số điện thoại cho liên lạc viên hoặc cho người khác biết. Nhưng đừng cứ gọi người đó hoài, nói ồ năm nay tôi sẽ đi Hungary, nhờ anh đi theo tôi thông dịch, chẳng hạn vậy. Chỉ dùng cho mục đích tốt thôi, cho mục đích tu hành hoặc cho việc giúp người cần, hiểu ý tôi không? Dạ hiểu. Rồi, tốt lắm. Còn ai nữa? Con xin hỏi thêm một câu ạ. Được. Được chứ. Con chỉ muốn biết nếu là con muốn về hưu để thiền, ý con nói nhiều tháng. Bế quan. Nếu con muốn làm như vậy, con làm một mình được không? Hay là ở đâu, ở nhà? Phải đến trung tâm nào đó không? Anh có thể làm một mình vì con tính đi Mông Cổ. Có những nơi con nghĩ là có thể thiền được. I think I can. Vậy hả? Được, cứ thử. Sao phải về Mông Cổ, không thiền ở Luân Đôn được sao? Dạ, ý con là núi, dạ, hang động này kia. Caves and all that stuff. Lãng mạn tu hành. Tôi phải nói là tốt đấy, hay đấy. Well, I must say it's nice. Nhưng nhiều khi khó ở đó lắm. Yeah. But sometimes it's difficult. Người ta to stay tới there. Hoài tìm people cách lôi quý vị ra, and, you know, hoặc chuyện gì đó xảy ra, cho nên cũng khó mà ở đó. Đôi khi ở it's trong thành thị lại an toàn sometimes hơn, quý vị ở được city, lâu hơn, yên lặng hơn, ẩn danh hơn, phải. Longer, you know, more quiet, more anonymous. Vì tôi đã kể quý vị nghe hồi tôi ở Hy Mã Lạp Sơn, lúc nào cũng có người tới tìm thấy tôi. Những người siêu linh, mấy nhà tiên tri, tu sĩ khổ hạnh, một số tu sĩ khổ hạnh, một số vị khờ giao thông tới và tìm thấy tôi. Rồi tôi bảo họ, ông đi uống cà phê. You for coffee. Nhưng rồi mấy tu sĩ khác lại tới, rồi cứ phải tranh đấu với họ hoài. Quá nhiều tu sĩ khổ hạnh tới, rồi trở thành kẹt giao thông. Dù mình ráng ở trong động, vẫn có người tới tìm, rồi làm ồn ào phiền hà tới nỗi tôi phải đi ra. Họ không phá phách gì mình, nhưng nếu họ cứ tới hỏi hoài thì đó là rắc rối. Lúc đó đâu còn tĩnh lặng gì nữa. Rồi có lúc cảnh sát tới hỏi tại sao, tại sao quý vị ở đây. Ấn Độ thì khác. Bên Ấn Độ người ta quen kiểu người có râu dài và mặt mũi lờ đờ, và mấy bó rau bên cạnh, rau hoặc loại thân thể vặn vẹo treo trên cây. Bên Ấn Độ họ quen với đủ thứ chuyện như vậy, vì vùng đất đó đặc biệt, người ở đó làm vậy. Ý nói người Ấn sinh ra đã hiểu rằng sau bao nhiêu năm thì họ sẽ thành đạo sĩ hoặc xuất gia kiểu vậy, rồi ra làm gì đó, hoặc đi bộ lõa thể hoặc đi bộ không lõa thể, và uống vặn thân mình hoặc không uống vặn thân mình, hoặc treo thân lên cây bằng một chân, hoặc treo bằng hai chân, đủ thứ chuyện mà họ đã biết rồi, là có thể một ngày nào đó họ sẽ làm như vậy. Toàn dân Ấn Độ đều hiểu rằng một ngày nào đó sẽ có người làm vậy, đàn ông hay phụ nữ, cho nên họ quen rồi, và cảnh sát không đuổi bắt họ. Nhưng trong xã hội chúng ta, kêu bằng xã hội văn minh, nếu quý vị làm chuyện gì khác thường, hoặc thậm chí ở một chỗ hiu quạnh quá lâu, người hành hương không đến, mà cảnh sát sẽ đến. Thế là rồi, giả từ luôn sự an bình, tĩnh lặng của mình. Vì họ sẽ không hiểu quý vị đang làm gì ở đó. Dù quý vị nói là đang ngồi thiền, tà phái ha, thuộc về tà phái nào đây?
rồi họ có thể nghĩ kẻ khủng bố hoặc cực đoan, bất cứ gì biết không. Ngày nay người ta rất sợ, sợ lắm. Vì có những người cực đoan đã làm những điều mà không thể tưởng tượng nổi. Theo ý họ, họ muốn phát biểu ý kiến của họ. Nhưng theo ý kiến của đại đa số thì đó không phải là cách để phát biểu ý kiến. Cho nên, nếu chúng ta làm gì hơi lạ thường hoặc bất thường một chút, thì người ta hay vạch ra. Rồi người khác tới kiểm tra quý vị, hoặc cảnh sát sẽ tới, hoặc cục FBI, CIA, bất cứ ai. Rồi không bao lâu sau quý vị sẽ vào xà lim cảnh sát, cũng là hang động, cũng an toàn, ngoại trừ không thể ra. Không phải lúc nào cũng dễ chịu, và nhất là khi quý vị có các bạn tù là những người ở tù lâu năm hơn quý vị. Cuộc đời hơi rắc rối đó. Cho nên nếu làm được thì cứ làm. Nếu không, tôi đề nghị cứ ở trên gác của mình, nơi gác mái của mình, và ngồi thiền trong đó. Ở khách sạn, quý vị có thể ẩn danh hơn là ở hang động Hy Mã Lạp Sơn. Nói quý vị hay, hang động ở Hy Mã Lạp Sơn có thể được, nhưng ngay cả dân Ấn Độ họ cũng đi hành hương hoài. Lúc nào họ cũng đào cho ra mấy người trong hang động. Không lâu quý vị sẽ thấy nhiều người ngồi trước động quý vị, đợi gia trì nếu quý vị có chút nào. Họ sẽ mang đủ thứ đồ tới trước động quý vị, nhất là nếu quý vị để râu, càng dài càng tốt. Bên Ấn Độ càng dài càng thánh thiện, rồi tóc cũng phải rối bù, càng rối càng tốt, móng tay phải mọc dài. Chào ôi, không thể tưởng tượng vài năm nữa mặt mũi quý vị sẽ ra sao trong động Hy Mã Lạp Sơn. Dù sao cũng chẳng còn nhiều động, vì tất cả những tu sĩ khất thực Ấn Độ đã ở hết rồi. Muốn kiếm được cái động tốt khó lắm. Cũng có thể tìm được, nhưng không yên tĩnh lắm như quý vị nghĩ đâu. Rồi còn ai muốn đi Hy Mã Lạp Sơn hoặc nơi nào đó? Con rất may mắn được ở đây. Vậy ạ? Dạ, rất là may mắn. Chắc chắn vậy rồi. Trong phòng này với sư phụ, hơn nữa sư phụ đã cho chúng con một Tết Tây thần kỳ ở Anh Quốc cho anh chị em đồng tu chúng con. Con cũng xin cảm ơn anh chị em đồng tu Surrey, thật sự sắp xếp điều này giúp rất nhiều. Dạ đúng vậy, giúp rất nhiều. Và nhất là ba người chị của con đã giúp con hiểu, đã dạy con về giáo lý của sư phụ, làm cho con hiểu, giúp con trong những năm qua. Nên con xin cảm ơn tất cả anh chị em đồng tu của con và nhất là ba người chị của con nữa. Họ cảm ơn quý vị. Anh ấy cảm ơn quý vị, cô ấy cảm ơn. Không phải, cô nói. Không có chi. Dạ. À, không có chi. Được, chào. Tốt. Okay. It's okay. Cô biết ơn sự may mắn của mình. Good. It's good that you appreciate. Vậy tốt. Rất tốt. You know, your luck. Có người không biết ơn. Ừ, yeah, có người không. Some people don't. Yeah. Và cô biết, vậy là tốt lắm. Tuy nhiên, vẫn không good. Thấy là thật sự đang ngồi đây với sư phụ. Thấy lạ hả? Cảm thấy như không thật. Ồ, không thật sao? Thấy thích hả? Ờ, chúng ta là gia đình. Và tới đây là lúc gia đình sum họp. New Year is family reunion time. Giáng sinh tôi không đến được, nhưng Tết Tây thì được. Đôi khi tôi không thể nhé. Okay. Yeah. Khó để đến gặp quý vị. Không phải vấn đề tài chính. Cái đó tôi lo được. Máy bay có chỗ. Nhưng ngay cả tới đây cũng đã có nhiều trở ngại, nhưng không sao. Nó đã qua rồi. Một số quý vị đã gặp tôi hai lần. Có người một lần. Còn hơn là không có gì hết. Hai bên phải khóc hết nước mắt và rửa rất nhiều thứ. Bây giờ mới tới được. Nhưng tôi không thích phần khóc lóc. Ồ, đau lòng. Khô héo, biết không? Dehydrating, you know. Sau ngày hôm qua, tôi phải xuống quầy giải khát ở khách sạn và uống rất nhiều.
nước trái cây để bù lại. Yeah. Nếu không, có lẽ quý vị sẽ không thấy tôi nữa, khô cạn hết. Cảm thấy như cái xác khô. Không phải mẹ, mà là xác. Khô đó, biết không? Còn gì nữa? Còn chuyện tình thương và chuyện hay nào không? À, mở cánh cửa đó ra, nóng quá. Mở lớn ra để mọi người không bị che. Mở lớn tới tường. Dạ, không mở được. Chúng con sẽ mở cửa này ở đây, mở cửa trước ở đây để gió thổi nhẹ qua. Được rồi, không, ý tôi là mở tới tường. Không được sao? Ồ, trẻ em. À, trẻ em, bao nhiêu em? Có bao nhiêu em? Lại đây, lối này, kẹo bánh thuần chay. Lại đây, cưng. Come here, baby. Động vật. À, trẻ em thích. Animals. Chọn mấy cái đó cho tôi, chọn hết mấy cái này, chọn giùm. Rồi, mang select lại đây, để đây. Cái có hình động vật, nó đề động vật, và động vật. Chào các con. Hello guys. Hai em lớn chăm sóc mấy em nhỏ đâu? Where are the two big ones that take care of the young ones? Hai cậu này hả? These two? Anh này đây và anh kia ạ. Và cậu kia. Ôi chà, hai cậu là những người hồng. Lại đây mấy người hồng. Come here, heroes. Người chăm sóc mấy người hồng nhỏ, lại đây. Thêm đồ ăn đi, thêm mấy thứ khác nữa. Không chỉ có thứ đó, lại đây cưng. Đưa áo ra như sư phụ về nhà. Cả mấy thứ đó luôn, đây, ở đây. Cái này cho con, chúc mừng năm mới vì đã làm chàng trai tốt. Cảm ơn sư phụ, con là người tốt phải. Sư phụ cảm kích sự hy sinh của con. Đây. Tất cả trẻ em lại đây. Tất cả trẻ em lại đây, tất cả. Đưa áo ra. À, giống vậy đó. Rồi. Chúc mừng năm mới, cưng. Happy New Year, baby. Các con có thể ở quanh đây, ngồi trên lầu hoặc chỗ nào đó. Miễn đừng làm phiền các vị thánh là được. Đây. Chúc mừng năm mới, lại đây. Cho trẻ em ngồi trong các phòng nhỏ, vì trên đó có chỗ. Còn mấy anh chị em đồng tu khác thì có thể ngồi trên gác. Dạ, thưa sư phụ. Lại đây các em nhỏ. Come here, kids, kiddo. Chúc mừng năm mới. Rồi, chúc mừng năm mới. Đây đây, cưng, đưa áo ra. Rồi, à, tốt. Các con ngoan lắm. Những cậu bé, cô bé ngoan. Đây, cùng kinh. Còn nữa không, các con ngồi quanh đó. Ngồi chỗ nào cũng được, ngồi đó cũng được. Hoặc ngồi chỗ nào được thì ngồi. Giờ quý vị biết tại sao các đền thờ Hồi giáo bên trong đều trống. Ngay cả đây cũng không, cái gì cũng không. Giống vậy đây. Chúng ta ráng chèn vào càng nhiều càng tốt. Người quay phim ổn không? Anh này đến đây. Người mặc áo xanh, vận động viên đến đây, ngồi đây vì che máy quay đó. Đến phía trước đi, được rồi. Ngồi với sư tỷ của quý vị. À, ngồi ở đó, tốt. Hoặc trong góc, sao cũng được. À, không sao, được rồi. Bây giờ ổn chứ, ổn chứ. Tốt. Còn trẻ em nào nữa không? Không hả, hết trẻ em rồi hả? Nói nghe này, đưa cái hộp đó đây. Hộp đó. Đây là cho tất cả những em nhỏ ở nhà. Nếu quý vị có con cái thì lấy một ít tùy theo. Chẳng hạn như có bốn em thì lấy bốn cái. Dĩ nhiên tôi có thể cho mãi, nhưng mình đâu có thời giờ cho mấy thứ vật chất này được chưa? Phải. Đây là cho mấy em nhỏ. Còn nửa đằng kia nếu thiếu. Dạ, thưa sư phụ. Cái đó cho trẻ em ở nhà thôi nhé. Một số kẹo thuần chay, mấy đồ ngọt. Cái đó không. Cái màu xanh kia, cái đó nhiều hơn, phải không? Có gì trong đó? Kẹo, kẹo và sô-cô-la, mấy đồ kiêng cử. Đây là cho trẻ em nhé, để ở đó. Phần còn lại cho mấy bé bự. Cái đó cho trẻ em thôi. Khi nào quý vị về, lấy một ít về cho các em nhé, vì các em không có ở đây. Nó là từ tôi với tình thương, tượng trưng thôi.
symbolic. Tượng trưng. Gia đình chúng ta đông quá, tôi không mua quà hoài được. Nếu không, tôi đã mua rồi. À này, tôi có bánh mì bi thuần chai, biết không? Bánh mì bi thuần chai, mỗi người một cái. Chúng ta còn một số trên lầu. Không còn. Hôm qua tôi đã gửi rất nhiều hộp. Mỗi người đều có một bánh thuần chai. Hy vọng là đủ. Dạ, thưa sư phụ. Quý vị đếm nhé, hiểu không? Như mình có 100 người ở đây, mà chỉ có 50 cái bánh nhỏ thuần chai, thì chia mỗi cái làm đôi, một nửa tình thương, còn tốt hơn là không có gì, nửa cái, được rồi, ngon không? Dạ ngon. Bây giờ tôi nhờ quý vị một chuyện, chúng ta nghỉ một chút nha. Dạ, quý vị có đói, có ai đói không? Dạ không. Nói thật đi. Dạ. Đói phải không? Ngoài kia trời lạnh và mình ở đây cũng cả ngày rồi. Quý vị đi ăn lát nữa trở lại, nhưng ăn xong quý vị phải đổi chỗ nha. Nhiều người ý nói vì chúng ta không có chỗ nên một số quý vị phải lên lầu để những người ngồi trên gác. Gác Hy Mã Lạp Sơn có thể xuống đây. Một số người lên gác biết không? Dạ. Một số người ngồi trong phòng tắm đâu cũng được. Chúng ta đổi chỗ được chứ? Dạ. Vui lòng làm vậy không? Dạ vui lòng. Tốt. Lát nữa tôi trở lại được chứ? Chúng ta còn đây mà. Vậy nha. Dạ. Tôi còn đây. Vì ở đây họ sắp xếp cho tôi một phòng nhỏ đó. Nên tôi cũng có thể trốn trong động Hy Mã Lạp Sơn. Trong lúc quý vị tập thể dục. Rồi mình lại gặp nhau nữa. Sau đó chúng ta ngồi thiền với nhau lát nữa. Không phải lúc nào cũng hỏi mà phải thiền nhé. Được rồi, gặp lại sau. Đây là trung tâm tốt hả? Dạ tốt ạ, trung tâm tốt. Gặp quý vị sau. Chào sư phụ. Thương thương ôm thật chặt. Cảm ơn sư phụ. Tôi sẽ cho quý vị cơ hội sau nhé. Sẽ cho quý vị cơ hội lát nữa. Cảm ơn sư phụ. Nói nghe này, quý vị có thể chạm tay tôi như tôi đã hứa. Vậy cũng là gia trì thưa sư phụ. Gì đây? Dạ, xà bông đàn hương. Ồ, cảm ơn nhiều. Dạ, tôi luôn thích cái đó. Thưa sư phụ, mấy chuyện cười ạ? Chuyện cười nữa hả? Dạ, tốt, chúng ta có nhiều chuyện vui ha. Hẹn gặp lại. Xin cảm ơn ngài, cảm ơn sư phụ. Sư phụ bảo trọng, cảm ơn sư phụ. Người nào chưa có cơ hội thì lát nữa sẽ có. Vậy mình không làm lộn xộn trong đây. Lát nữa chúng ta sẽ có cơ hội. Chào, chào. Quý vị ngồi sát nữa được không? Hay làm gì đó dưới này? Có thể sát vô nữa được không? Chắc là không, đừng lo. Ngồi đây, ngồi đó đi cưng. Tôi chỉ xem thử thôi. Ai đang trốn trong đó? Mở cửa ra, mở ra, mở lớn ra. Có một số người đang đến. Ồ, trên đó mát hơn. Ở đây lạnh quá không? Dạ, không sao, sư phụ. Nếu mà lạnh thì đóng lại. Ngồi dưới đây tốt hơn. Đóng lại đi, bây giờ đóng cửa sổ lại. Rồi lát nữa chúng ta có thể mở ra biết không? Chắc mình ngồi sát được hết dưới lầu. Xa hơn chút. Chậm, chậm, từ từ, từ từ. Không phải camera không ở giữa như vậy. Cứ giữ như vậy nhưng tiếp tục đến. Đến và đi. Đến rồi đi, đi rồi đến. Thế thôi, được chứ. Và mấy người khác trên lầu có thể. Người ở đây có thể đi lên thêm. Cũng tùy nếu quý vị muốn. Nếu không mấy người khác ngồi sát nhau ở hành lang và đâu đó. Quý vị nào muốn xuống thì hoan nghênh. Nếu không cứ ở trên đó. Quý vị cũng được hoan nghênh trên đó. Nếu cậu bé đó hoặc bất cứ người nào chỉ là thân thể vật chất
the human being thì just không thể nào physical body. Mà nghĩ no. được như thế. Then it's not possible. Phải có linh hồn đằng sau. That he phải can có lực thúc đẩy đằng sau. There must be a soul. Nếu không, một người bình thường trong hoàn cảnh khốn okay. khổ như vậy otherwise, mà tinh thần vẫn chính trực như thế. Và họ rất tự hào, không xin xỏ hay gì hết. Cho nên, một trong mấy bà mẹ có con nhỏ đang bệnh nặng và bà không có tiền, bà ta muốn bồng đứa bé. Bà ta muốn đi bộ khoảng 20 dặm đến bệnh viện kế tiếp trong phố, trong thành phố lớn hơn, để năn nỉ họ giúp nếu họ chịu. Rồi người ký giả nhân tiện cho hai mẹ con họ quá giang đến tỉnh đó, và một trong mấy ký giả hoặc ký giả đó cũng cho bà tiền để chữa bệnh cho em bé. Bà ta kinh ngạc vô cùng. Người bản địa đảo Wenda này rất ngạc nhiên. Bà nhìn cô ký giả rất ngạc nhiên nói, cô chở tôi đi là đủ rồi. Họ quả thật là những người tốt. Rất tự hào, rất thành thật. Cho nên họ đáng được giúp. Tiện thể tôi cũng giúp. Nhân tiện kể quý vị nghe, chứ bình thường ta không nói, đây là thí dụ để quý vị biết. Nếu quý vị giữ tinh thần khẳng định, phép màu sẽ xảy ra. Ngoài ra, dù quý vị rất dở và phủ định đi nữa, sau khi học pháp môn Quán Âm này, nhiều phép lạ vẫn xảy ra. Cho nên thử tưởng tượng, nếu quý vị khẳng định hơn, có lòng tin hơn, thì quý vị còn mạnh tới cỡ nào? Quý vị gia trì cho chính mình, gia trì cho đời sống bản thân, gia trì cho toàn thế giới, gia trì cho vũ trụ, tạo phép màu xảy ra khắp mọi nơi, bất kể quý vị đi đâu, hiểu không? Làm vậy đó, phép màu sẽ xảy ra. It will happen. Cậu bé đó mới 16 tuổi mà đã nói như thế. Cả làng không nói chuyện với họ, không tới gần họ vì họ quá nghèo. Nói rằng họ không may mắn lắm hoặc không tốt hay gì đó. Nhưng cậu bé nói, tôi sẽ chứng minh là họ sai. 16 tuổi mà làm việc 18 tiếng mỗi ngày nuôi 5 anh em và ông bà. Ông bà đã già. Cậu ta còn nói không sợ gì cả. Điều duy nhất mà cậu ta sợ là có thể ngã bệnh thế thôi, rồi không thể làm việc được. Trong lúc đó, cậu ta vẫn tự học hành, lấy một quyển sách ở đâu đó. Vì tinh thần đó, phép lạ đã xảy ra. Chỉ có 30 bản Anh mà mua được một mảnh đất trồng rau và đủ thứ cho cả gia đình rồi. Chỉ có 30 bản Anh thôi. Cho nên số tiền tôi gửi tới còn hơn cả phép màu. Hơn gấp 10 lần tiền mà tôi gửi cho cậu và cũng gửi cho những người khác nữa. Cho nên chỉ một tinh thần mạnh mẽ như thế đó, cậu ta không tạo tâm ấn, không có gì là tâm linh, không có gì đặc biệt hết. Chỉ là một người tập trung vào làm việc, nuôi gia đình. Một lực lượng mạnh như thế có thể khiến phép lạ xảy ra. Đó là phép lạ đối với cậu ta. Cả gia đình chỉ cần 30 bản Anh để được tự lập vĩnh viễn, và cậu ta được nhiều hơn vậy nữa. Đối với quốc gia đó, hoàn cảnh đó, số tiền đó như là một tài sản lớn, giống như quý vị đột nhiên trúng số 100.000 bản Anh trong khi quý vị chỉ cần khoảng 10.000 bản Anh thôi. Thành ra đó là một phép lạ. Biểu hiện của sự màu nhiệm, cậu bé đó đáng được vì những gì cậu ta nói, vì tinh thần khẳng định bên trong cậu, vì tấm lòng hy sinh của cậu đối với gia đình, hết sức khẳng định và vẫn rất mạnh mẽ. Điều đó khiến phép màu xảy ra. Vậy thì quý vị còn làm được nhiều hơn bao nhiêu nữa trong hoàn cảnh may mắn của mình và lực lượng tu hành mà quý vị được ban cho và đạt được và tiếp tục phát triển. Thế nên chúng ta có thể khiến bất cứ gì xảy ra bằng trí lực của mình. Chỉ cần nghĩ tốt cho tha nhân, làm việc tốt cho tha nhân. Đó là phép lạ. Mà quý vị đang làm mỗi ngày, quý vị chính là phép màu và là phép lạ cho người khác, cho bản thân, cho những ai kém may mắn. Thiên đàng được tạo ra bằng cách đó. Chứ quý vị nghĩ thiên đàng đối với cậu bé 16 tuổi đó là gì khác nữa? Khi cậu được gấp 10 lần những gì cậu cần cho cả gia đình vĩnh viễn, quý vị nghĩ thiên đàng là như thế nào nữa?
Quý vị nghĩ phép lạ là như thế nào nữa? Nên chúng ta tạo ra phép lạ bất kỳ lúc nào, tạo với hai bàn tay vì chúng ta kiếm được tiền, và với bàn tay đó, chúng ta có thể đem lại lực lượng duy trì cuộc sống cho những người kém may mắn, an ủi họ bằng tư tưởng của mình, bằng lời nói, bằng lòng tử tế yêu thương của mình. Đây là tất cả những phép màu mà quý vị tạo ra mỗi ngày, và tôi hãnh diện là quý vị đang làm điều đó. Mỗi lần có ai cần quý vị cho, hiểu không? Đáng ngạc nhiên là trong xã hội vẫn còn một số người cần chúng ta, không phải chỉ châu Phi thôi. Cho nên chúng ta có cơ hội làm vậy mỗi ngày. Biết không, có thể chỉ 50 xu cho người vô gia cư được một ly trà nóng, có thể một bảng Anh cho một người khác đang bệnh không làm việc được, chẳng hạn vậy. Có thể chỉ một ly cà phê cho người láng giềng khi họ không đi ra ngoài được. Có thể mua cho bà ấy một ít thuốc men khi bà ấy cần. Đến tìm thuốc tây mà không đi được, có thể là bất cứ những gì nho nhỏ, vì những thứ này là phép màu. Đối với người không thể có thì đó là phép màu, như là quý vị muốn tới đây mà không thể tới được, và khi tới được thì quý vị nói, ồ, đúng là phép màu. Phải, phép màu luôn xảy ra. Phép màu tùy vào những gì mình cần. Đối với quý vị, phép màu chỉ là đi gặp người phụ nữ kỳ lạ nào đó. Không kiếm được đồng nào, hoặc không có gì cả, hoặc có thể chỉ được một cái bánh bim bi thường chai thế thôi. Đó là một phép màu, một phép màu to lớn, không phải phép màu nhỏ đối với quý vị, thấy không? Nhưng đối với cậu bé Wenda đó, thì món quà 30 bảng Anh là một phép màu to lớn, thậm chí nhiều hơn vậy nữa. Gấp 10 lần nhiều hơn, 10 lần lớn hơn, gấp 12 lần số tiền mà cậu cần cho cả nhà, mãi mãi, ít nhất cho cả đời. Để gây dựng một đời sống vững vàng, cậu ta cũng có thể dùng nó để làm ăn buôn bán, có thể cả một nông trại lớn hay gì đó, và có thể cho các em cậu đi học. Mua thuốc men cho ông bà, đã già của cậu chẳng hạn vậy, hoặc sau này giàu rồi thì giúp đỡ người khác sẽ tiếp tục như vậy mãi mãi, không phải chỉ mình cậu ta thôi. Vì bây giờ có người giúp cậu ta, mai sau cậu ta sẽ giúp người khác, chắc chắn luôn như thế, cậu ta sẽ không bao giờ quên. Không bao giờ quên cái ngày mà cậu khốn khó, rồi cậu ta sẽ cảm thông với những người khốn khó, cậu ta sẽ không quên. Một người như cậu sẽ không quên. Cho nên không phải tôi chỉ giúp cậu ta và gia đình cậu, mà sẽ còn tiếp tục. Lòng tốt này sẽ sinh thêm lòng tốt khác, và nhiều người sẽ được lợi ích từ đó. Đây là một cách tốt. Đó là cách chúng ta sống đời mình. Chúng ta sinh lòng tốt, nuôi dưỡng lòng tốt, làm cho nó phát triển và lan truyền khắp nơi trên thế giới. Đó là cách thế giới trở nên tốt hơn. Nó ảnh hưởng trên nhiều phương diện, chứ không phải chỉ mặt tâm linh, mà cả mặt vật chất nữa, những gì mà quý vị không biết tới. Nó ảnh hưởng tới chính quyền, ảnh hưởng tới những nhà lãnh đạo, ảnh hưởng đến nền hòa bình, ảnh hưởng tất cả mọi thứ. Quý vị thấy bây giờ, ngày càng nhiều người ăn thuần chay và chiến tranh ở Ireland chấm dứt. Nam Hàn và Bắc Hàn nói chuyện, chẳng hạn vậy. South Korea, North Korea, nhiều điều đôi khi tôi cũng không nhớ. Và ngay cả vua Nhật Bản, hoàng đế Nhật, vừa mới đọc một lá thư đầy tình thương, như một lá thư biểu lộ tình cảm đến toàn thế giới, nói rằng ông rất hối tiếc và thông cảm ra sao đối với các nạn nhân chiến tranh. Trước kia ông không bao giờ làm thế. Có thể quý vị nghĩ vì áp lực kinh tế hoặc áp lực chính trị, nhưng từ trước tới nay đã vậy rồi. Đâu phải lần đầu tiên một quốc gia bị áp lực từ người khác, hoặc từ quốc gia khác, hoặc từ thế lực quốc tế. Đây đâu phải lần đầu tiên người Nhật Bản bị điều đó, hay bất cứ nước nào khác bị điều đó. Tình hình luôn tiếp tục tốt hơn, dĩ nhiên vẫn còn sự thanh lọc với Atula, nhưng số còn lại sẽ không sao, sẽ mạnh và ngày càng tốt hơn. Hãy nhìn chúng ta đã nhảy vọt bao xa rồi, trong mọi khía cạnh. Thiên tai, à, không thể tránh được. Đó là nghiệp chướng của năng lượng Atula. Chứ còn những gì cải biến, cứ luôn ngày càng tốt hơn. Thử tưởng tượng trước đây, và những gì quý vị có bây giờ, nói vào một miếng vuông như thế. Alo, và rồi, người ở đầu bên kia vũ trụ trả lời mình. The guy from the other end of the universe. Còn nhiều thứ khác nữa. Và quý vị có thể thu 1,000 bài hát vào một cái iPod nhỏ bé đó. Không ai biết nó từ đâu ra, nhỏ vậy đó.
300 bài hát trong một cái que nhỏ bằng cây kẹo cao su. Ồ, thấy chưa? Mạnh mẽ. Một thứ mạnh mẽ. Ngày nay, thậm chí chúng ta có thể nhìn thấy nhau cách xa cả 100,000 dặm, chỉ cần một miếng vuông trên tay. Có video hình ảnh đủ thứ, ca khúc DVD, biết đó. Người bên kia địa cầu có thể thấy DVD, như ngay trước mắt họ, chỉ ngay trong lòng bàn tay thôi. 100 năm trước, đó là một phép lạ. Thậm chí có lẽ chỉ mới 70-50 năm trước thôi, phải không? Đời sống luôn là phép màu. Nếu quan sát, quý vị sẽ thấy phép màu. Chỉ là đôi khi mình xem thường nó, rồi cứ ước ao mong chờ và điều gì khác mà thật sự không quan trọng hoặc không cần thiết chút nào. Phép màu nằm trong tay quý vị. Nếu quý vị đi ra làm việc với nó, phép màu ở trong đây. Nếu đi ra làm việc với nó, quý vị sẽ mang về nhà các phép màu và quý vị có thể lan truyền phép màu đó xung quanh mình và mọi nơi trên thế giới. Chúng ta luôn luôn có phép màu. Cả thân thể này là một phép màu. Hãy tận dụng nó và tạo ra thêm nhiều phép màu nữa. Nếu không dùng thì nó không thần kỳ chút nào, ngoại trừ quý vị có thể thấy. Như vậy cũng tốt rồi, đừng đợi tới lúc mù rồi mới nghĩ, trời ơi, trước kia mình đã có phép màu. Hãy biết trân quý, mỗi ngày cảm tạ Thượng Đế. Cảm ơn vũ trụ đã ban cho lực lượng duy trì để toàn thể địa cầu không rơi vào đâu đó, để mặt trời vẫn đứng vững trên bầu trời, để mặt trăng còn ló dạng. Chào quý vị vào đúng lúc mỗi tháng. Every month, không cần đồng hồ, phép màu ở khắp nơi. No clock needed. Miracles are every. So, tuyết cũng mang lại lượng nước, snow brings water cho vườn tược, cho việc canh nông. Tất cả đều là phép màu. Đừng xem chúng là điều hiển nhiên, mà hãy dùng chúng để đầu tư của quý vị, tạo thêm nhiều sự việc, tạo thêm nhiều phép màu khác. Hãy dùng bàn tay màu nhiệm của quý vị tạo thêm nhiều sự việc, nhiều thành công hơn về tài chính, rồi vui hưởng cuộc đời và ban trải nó ra. Đời sống chúng ta giản dị, thành ra mình có đủ khả năng để giúp đỡ người khác nữa, vì chúng ta không cần nhiều. Có gì thì dùng đó. Bất cứ gì quý vị đang có là một phép màu, ngay cả tóc của mình. Quý vị có thể làm cả ngàn kiểu kiểu tóc đẹp. Đừng đợi tới khi rụng hết tóc rồi mới nói, ồ, phép màu của tôi mất rồi. Hoặc đi mượn láng giềng. Bà ta có nhiều, nhổ một ít, cấy một ít tóc. Nếu mình có thể thấy thế giới xung quanh, đó cũng là phép lạ lớn lắm rồi. Thử tưởng tượng, nếu quý vị không có mắt, tưởng tượng được không? Ban đêm, khi quý vị dò dẫm trong bóng tối, quý vị mới biết có phép màu là như thế nào. Tai quý vị nghe được, rồi sức khỏe, tất cả các mô trong cơ thể hoạt động hài hòa. Đó là phép lạ. Khi chuyện không may xảy ra, thì quý vị mới biết trân quý những gì mình có trước đó. Nhiều khi trễ rồi, nhưng đời sống quý vị hài hòa là tốt rồi. Cơ thể quý vị vận hành hòa hợp là tốt rồi. Trí óc, não bộ, thân thể làm việc với nhau để quý vị có thể hoạt động là một người hoàn hảo. Quý vị đã đẹp rồi, rất đẹp. Cái gì cũng có, không thiếu gì cả. Và tối nay chúng ta cảm thấy thoải mái, thiền với nhau, cảm thấy rất dễ chịu vì chúng ta hòa hợp. Không có con sâu làm rầu nồi canh ở đây. Chỉ cần một người gây bất hòa là hết thoải mái rồi. Cho nên đôi khi có từ trường tương tự nhau thì tốt, thì thấy dễ chịu hơn. Điều đó khích lệ người có từ trường thấp hơn hãy lẹ lên chút nữa. Cho nên lòng tốt có nhiều hình thức, và không phải một người bị la nghĩa là họ không được thương hay là gì khác. Giống như quý vị đối xử với con cái một cách khác nhau tùy theo họ có ngoan hay không. Đâu phải lúc nào cũng thương con, cho đồ ngọt, cho sô-cô-la. Như vậy không tốt cho con cái, nhất là lúc họ hư. Như vậy họ sẽ không bao giờ thay đổi.
Đứa con hư đốn là đứa con tệ nhất mà quý vị có thể có. Cũng vậy, một người tu hành phải đứng đắn đàng hoàng, luôn luôn cao thượng, vô vị kỹ hơn và cao cả hơn. Cho nên hãy giữ món quà mà tôi ban cho quý vị để tự nhắc nhở mình nhé. Món quà sẽ rất tuyệt vời để bắt đầu một năm mới và hãy tiếp tục như thế. Dạ. Máy quay có ổn không? Anh quay phim. Cô gái ngồi phía trước anh như vậy có sao không? Tôi biết mà. Mặt tôi sẽ bị tóc che lại ha. Vì tóc cô ấy cao quá và anh ấy phải nâng máy quay lên. Không biết mặt tôi trong đó bây giờ trông thế nào. Trạng thái thay đổi. Máy quay thay đổi góc độ. Có lẽ mặt tôi nhìn sẽ giống như thế này hoặc thế này. Từ trên quay xuống. Cho nên quý vị thấy nhiều khi mặt tôi nhìn khác tùy người quay phim. Dạ. Có khi tôi đẹp quá chừng rồi người ta cứ tới hỏi tôi, người phụ nữ xinh đẹp đó đâu? Tôi nói đừng hỏi tôi. Rồi quý vị vui chứ hả? Dạ vui. Quý vị ở đây cả đêm hay về nhà? Không về. Có người phải về đúng không? Dạ phải. Tốt, như vậy tốt. Nếu phải đi thì cứ đi nhé. Có lẽ gặp quý vị khi khác. Có thể tuần sau. Nếu tôi còn ở đây. Ý nói cuối tuần, cuối tuần. Cảm ơn sư phụ. Nhưng chỉ quý vị thôi, vì mình không có đủ chỗ. Nhưng quý vị có mái lều tốt ngoài kia. Cuối tuần nào cũng vậy hả? Không hả? Không, hôm nay thôi ạ. Không à, chỉ hôm nay vì có nhiều người. Thường thì quý vị ăn trong bếp, đơn giản. Dạ, hiểu rồi, tốt lắm. Quý vị tối thiểu cũng có chỗ tốt, ấm cúng. Chúng ta chỉ dựng lều ngay cả mùa đông. Lều có máy sưởi đủ tốt rồi. Nếu được cách nhiệt kỹ thì cũng đủ ấm. Tôi đã sống trong thời tiết âm 10 độ C. Thậm chí không. 10 độ nói gì rồi, âm 10 độ tối thiểu. Tôi không có đo lường chính xác, nhưng nước thành đá tôi đã nói rồi. Nước đóng băng và tuyết đóng băng. Không, cũng không phải tuyết. Quá lạnh tuyết không rơi được. Bầu trời rất trong xanh. Nhưng nước trong xô biến thành một tảng đá lớn cứng ngắc. Muốn lôi nó ra khỏi xô cũng không được, nó dính cứng trong đó. Vậy mà tôi vẫn sống sót, chỉ có một cái máy sưởi dầu. Nếu không đủ điện, chúng ta phải siêng hơn, mua thêm dầu, dùng máy sưởi dầu, loại không bay mùi. Hơn nữa, mùi chỉ bay lên thôi, khi ngồi thiền nó không bay xuống, nên nó cũng là động lực cho mình ngồi thiền. Nếu đứng dậy thì sẽ nghe mùi, ngồi xuống thì không. Mình sẽ không nghe mùi dầu khi mình ở dưới tháp, vì đa số mùi hoặc hơi nóng bay lên, nên không sao. Rồi mở lỗ thông hơi nhỏ trong lều. Khi có máy sưởi hoặc khi nào nóng quá, sau một hồi nóng quá thì phải tắt máy. Dù âm 10 độ hay gì đó, tôi cũng không chịu nổi. Trong lều 6 độ C là quá nóng đối với tôi. Sau một hồi quý vị sẽ quen thôi. Cho nên không phải lúc nào mình cũng cần dùng điện. Dầu tốt hơn là ga, hay là giống nhau? Chúng ta có thể có ga. Thật ra chúng con dùng dầu cho lò sưởi. Rất dễ, họ đi đổ đầy mỗi năm một lần, hoặc mỗi 2-3 tháng một lần, tùy theo mình dùng nhiều hay ít, cũng được. Quý vị có thể nấu trong căn hộ của mình nếu có trang bị nhưng đơn giản, hoặc ăn trong bếp cộng đồng thì tốt hơn. Một người nấu mỗi ngày, hoặc 2-3 người. Và quý vị cũng có thể tự nấu cho mình nếu muốn, tùy ý mỗi người. Cái này có. Và quý vị có thể trồng rau. Cái này làm sao? Thật ra cái này cũng dùng năng lượng mặt trời. Năng lượng mặt trời, chà đúng rồi. Dạ, còn rẻ hơn nữa. Chúng ta cũng có thể dùng năng lượng gió nếu không quá đắt. Bây giờ nó đang thịnh hành. Liên minh châu Âu đã chấp thuận rồi. Nhiều nơi bắt đầu rồi. Họ gọi nó là năng lượng xanh. Rất tốt cho môi trường. Nhưng quý vị phải có nhiều bình điện để chứa năng lượng mặt trời, nhất là ở Anh Quốc.
Mùa hè không dài. Nhưng có còn hay không? Và năng lượng gió nữa. Và không bao lâu, họ sẽ chế ra cái khác hoặc năng lượng khác. Thật sự chúng ta không cần điện. Chỉ dùng đôi lúc thôi. Thật sự không cần nhiều lắm. Chúng ta dùng nó để giặt giũ, có thể là máy giặt. Nếu không muốn giặt bằng tay hoặc những thứ đặc biệt, những thứ còn lại mình dùng cách khác. Đèn dầu hay bất cứ gì. Tôi sống trong hang động kể quý vị rồi. Chỉ có đèn cầy và đèn dầu. Nhưng dùng đèn cầy phải cẩn thận vậy thôi. Quý vị phải có mặt ở đó. Không nên để nó một mình rồi đi ra ngoài hay gì đó. Có thể cái gì đó làm đổ đèn cầy, hoặc thú cưng làm đổ, hoặc trẻ em, thế thôi. Hay là treo đèn dầu lên cao hoặc tương tự như vậy, khỏi tầm tay trẻ em và thú cưng. Cẩn thận một chút. Ngoài ra ban đêm tôi không dùng nhiều, chỉ dùng khi trời tối một chút thôi nếu cần. Nếu không thì đi ngồi thiền. Khi mặt trời lặn chúng ta thiền, khi mặt trời mọc chúng ta thức dậy. Một đời sống giản dị. Hoặc đôi khi quý vị ra ngoài liên lạc với hãng gỗ, máy gỗ dư của họ đôi khi mình có thể mang về rất rẻ vì họ muốn bỏ đi. Quý vị có thể mua về với giá rẻ và được lấy miễn phí ở Đài Loan Formosa. Lúc ban đầu họ thường làm vậy. Thật ra vì cho dù có củi cũng không có mãi được. Người nào cũng đi đốn củi rồi nó hết. Nhưng dù sao mình cũng không muốn đốn củi, ý nói rằng chỉ cho một nhóm nhỏ, nhóm người độc lập như một gia đình. Lúc nào cũng có một số củi khô trên cây rơi xuống. Hoặc quý vị có thể bẻ củi khô để dùng, hoặc chẻ nó ra để dùng. Như tôi có một chỗ, nhà riêng rất nhỏ, chỉ có hai phòng ngủ nhỏ. Một cho chó và một cho khách. Nhỏ lắm. Nói là nhà thì hơi quá, như là hai nhà kho nhập thành một, đại khái vậy. Và có rất nhiều cây ô liu, nên mỗi năm phải tỉa cành để sang xuân, sang năm mọc tốt hơn và ra trái. Thành thử tất cả củi đó dùng làm chất đốt. Nhưng chỉ cho một gia đình thôi, không thể dùng cho một thế giới, cả thế giới. À, thật tuyệt ha. Phần còn lại quý vị lo. Cho nên chúng ta làm việc với nhau, không phải như từ thiện lúc nào cũng sư phụ làm hết, sư phụ biết hết, sư phụ lo hết. Làm được nhưng tôi không muốn. Bây giờ quý vị khôn lớn rồi, hãy săn sóc tôi chứ. Lý do tôi xin con cái là vậy mà. Bên Trung Quốc, Âu Lạc, Việt Nam, Ấn Độ, v.v. những gia đình nghèo, họ muốn nhiều con cái, ngạc nhiên ha. Họ nói lỡ đứa này chết còn có đứa kia. Và khi con cái lớn lên, cha mẹ già cả, họ dựa vào con cái để đem tiền về, thành ra họ muốn có nhiều con cái. Càng nghèo, càng có nhiều con cái, ngạc nhiên ha. Ý nói là càng nghèo, họ càng muốn nhiều con cái, giống như tiền bảo đảm, như bảo hiểm ở phương Tây, bảo hiểm nhân thọ của họ. Bởi vậy, bên Trung Quốc, Âu Lạc, Ấn Độ, tất cả những nước này, mối quan hệ gia đình rất là gắn bó. Suốt ngày, suốt năm, họ chỉ nói chuyện gia đình. Vào phòng thiền, cũng mang theo gia đình, cả nhà. Khi nói chuyện, người Hoa, nhất là người từ Trung Quốc đại lục, không gì ngoài con cái, gia đình. Bao năm nay tôi chán lắm rồi. Ý nói, chúng ta ai cũng có gia đình, ai cũng có con cái, ai cũng thương gia đình mình. Nhưng đó là một chuyện. Còn mang nó vào phòng thiền hoài là chuyện khác. Không nói gì khác ngoài trừ nhớ con cái quá, con cái hư hỏng thế nào. Đó đâu phải là điểm chính. Đó không phải là cách chúng ta phải vượt lên khỏi những giới hạn vật chất trong đầu mình thì tu hành mới tiến bộ được. Gia đình sẽ được chăm sóc, đừng lo. Ý nói là quý vị làm hết khả năng rồi ha. Quý vị kiếm tiền săn sóc cho họ, dạy họ những gì tốt nhất mà mình biết, giới thiệu cho họ về tu hành. Có được cha mẹ như vậy là tốt nhất rồi. Phần còn lại tùy vào nghiệp chướng của họ, của thế giới và đẳng cấp tâm linh của họ nữa. Quý vị không thể làm hơn được. Không phải lúc nào cũng cầu xin được. Trời ơi, tôi không biết nữa. Có những người quá thiên về vật chất, thành ra họ không đi lên được. Cách tốt nhất để giúp hoặc làm gì đó cho gia đình mình là nâng cao tâm linh, càng cao càng tốt.
Tôi không bảo quý vị bỏ gia đình hay không cho họ quần áo, chỗ ở. Dù sao quý vị cũng làm rồi, phải không? Bởi vì quý vị mới đi làm việc. Vì nếu một thân một mình, quý vị đã không làm nhiều vậy ha. Vì có gia đình nên quý vị cảm thấy có trách nhiệm, nên quý vị làm nhiều việc hơn. Rồi để dành tiền cho tương lai của con cái, cho những gì họ cần. Ý nói là những gì cần thiết. Cho nên quý vị đã làm quá đủ về mặt vật chất rồi. Phần tâm linh quý vị cũng phải lo. Nếu họ không theo quý vị thì quý vị phải đủ mạnh để mà bảo bọc cho họ luôn. Thành ra đừng cứ nói, ồ, nhớ gia đình quá, nhớ nhà quá, tất cả đều là rác rỡ. Tôi không chấp nhận mấy chuyện đó. Vì nếu thật sự tu hành tốt, quý vị sẽ hiểu. Sẽ không nói chuyện rác rến. Quý vị sẽ không nói vớ vẩn như vậy, mà chỉ âm thầm làm việc của mình. Vì nếu thật sự làm tốt, quý vị không cảm thấy có gì khó chịu ở đây, phải không? Quý vị biết mình làm gì hết khả năng và thấy vui. Có những người cũng than phiền khi người nhà họ đi ra ngoài làm những việc giúp người khác về mặt tâm linh. Như là anh không săn sóc cho tôi, anh chỉ biết lo cho người khác. Như vậy cũng sai. Như vậy là sai. Quý vị nên giúp nhau làm việc đó. Hoặc nên vui vẻ rằng, ôi trời ơi, mình có một người anh thật đạo tâm, một người chồng thật đạo tâm, một thánh nhân đẳng cấp cao trong nhà, là thân nhân của mình, là bạn, là chồng, là vợ mình. Quý vị nên hãnh diện thay vì cào nhào. Nếu người đó ra ngoài uống rượu, cờ bạc, hoang phí hết tài sản gia đình hoặc đi với phụ nữ khác làm điều sằng bậy, rồi về nhà nói dối, gây phiền phức cho quý vị thì than phiền được. Đằng này họ đi ra ngoài, hoặc bạn tu hành, hoặc bạn vì mục đích tâm linh, thì quý vị phải hãnh diện chứ. Vì quý vị có được một người như vậy là bạn. Quý vị có được bao nhiêu người bạn như thế chứ? Có bao nhiêu người trên thế giới làm chuyện này một cách vô vị kỷ? Và ngoài ra, nếu gần một người như vậy, quý vị cũng được lợi ích từ việc làm của họ, công đức của họ, vì vậy nên vui, phải không? Không nên nói vớ vẩn hoặc cào nhào, như vậy là rất thấp, đẳng cấp thấp. Chúng ta gọi đó là đẳng cấp thấp, nghe giống như tiếng Nga, xin lỗi, thứ lỗi cho tiếng Nga của tôi, đẳng cấp thấp. Loại người thấp, loại thấp. Rồi, quý vị thoải mái chứ? Dạ. Vậy quý vị định ngồi đây cả đêm hả? Một số quý vị bao nhiêu người đi? Bao nhiêu người ở lại? Bao nhiêu người đi? Số người còn lại thì sao? Quý vị đang làm gì? Để làm gì? Tại sao? Dạ thiền. Ngày mai không làm việc? Dạ không. Tại sao? Sao vậy? Dạ ngày lễ con không phải làm việc. May mắn thôi ạ. Ngày mai con về đi làm ạ. Hả? Ngày mai con về đi làm, một số người phải đi làm thì cứ đi, bằng không ngày mai quý vị sẽ bị trễ và mệt mỏi. Con sống gần đây, à hiểu rồi. Ngày nào phải đi thì cứ đi. Dạ cảm ơn sư phụ, mang chút đồ ăn về. Nếu không đủ thì mang thêm, nếu đủ thì tốt. Vì không phải tất cả họ đều đi về, cảm ơn sư phụ, không có chi. Rất khó để ra về, tôi biết. Nhưng nếu phải đi thì cứ đi nhé. Rồi bây giờ thôi, tạm biệt nha. Dạ chào ngài, quý vị thiền vui nha. Dạ cảm ơn sư phụ, cảm ơn ngài.